Alo mọi người. Alo alo alo. Hôm nay ủa sao hôm nay delay nó lại tự chỉnh lên nữa rồi ta? Hello mọi người, hello mọi người. Em đợi mọi người, đợi em một phút em sẽ livestream về từ nhà đó nha mọi người. Ôi giời ơi, tôi mệt mỏi quá. Chào em. Ở miền Tây là hốt, em ở miền Tây mà. Ừ anh Đức Trúng, này lại cho anh em rồi, em ở miền Tây mà. Alo. Hello anh Minh, hello anh Đức Trung, hello mọi người nha. Mọi người đang xem livestream cho em xin một like nha mọi người. Em xem bài viết về đã. Cũng sắp tới giờ chiến trường rồi, để xem hai bên đang chuẩn bị như nào rồi nhá. Mọi người thấy em có gì khác không? Mọi người thấy hôm nay em có gì khác không? Em ở miền Tây mà. Em đúng dân miền Tây luôn ấy, lại cho anh em rồi đúng không? Lại cho anh em rồi. Đây, hiện tại là đang bên Tống đang đứng báo danh nha mọi người. Rồi cũng phải chạy qua bên chỗ báo danh của bên Liêu xem như thế nào nhá. Khổ ghê, mới on stream đã bị cho rồi nhá. Không còn được cho anh em như vậy nha. Mọi thấy em có gì khác không? Mọi thấy hôm nay tôi có gì khác không? Wow. 7:13. Để chạy qua. Chạy vô dịch chuyển. Tám giờ gì vậy anh ơi? 8 giờ gì vậy anh? Hello, giờ mày mới có 7 giờ mấy à? 8 giờ vậy anh? Đây hiện tại đang là khu vực hồi sinh của bên Tống nha mọi người. Tống thì chắc là hôm tối nay chả biết là đi đông hay là chắc là bấm nhầm nút, chả biết là đi đông hay là đi ít như thế nào nữa. Ông chạy theo mình luôn rồi này, say goodbye. Em mình qua bên Liêu nhé mọi người, qua bên Liêu nhé. Em mình để xem cái ông xe cái bay này cứ dí theo tôi nha. Cái tử hoàng thấy hư nguyễn đấy, thông pháp tăng 25, sinh lực tăng 4%, nhẫn nha. Thấy hư nguyễn thạch sát thương tăng 30, sinh lực tăng 4%. Nữa qua em nghĩ sao về trai Hà Nội? À ý là anh bảo là phải anh ở miền Tây là hốt em rồi đúng không? Nhưng mà rất tiếc chia buồn với anh, em là gái miền Tây. Em nghĩ trai Hà Nội chắc là cũng sẽ rất là tốt đó, nhưng mà em ngại yêu xa lắm anh ạ. Trời ơi, tôi có cái màu tóc mới, tôi thấy tôi nhìn tôi mượt mượt hơn rồi đúng không mọi người? 8 giờ chiến trường à, đúng rồi anh ơi. Bây giờ hiện tại mọi người đang chuẩn bị cho chiến trường phụ ấy, xong rồi tí nữa 8 giờ sẽ có chiến trường chính nha. Nếu bây giờ mình có bận gì đó thì mình có thể treo like hoặc là đi đâu đó cũng được, tầm khoảng 8 giờ quay lại cũng được anh. Còn là chiến trường, đi chiến trường phụ nhé. Mời em chạy qua chỗ hồi sinh của Liêu luôn nha mọi người. Hiện tại em thấy là Liêu hình như là vẫn đông hơn này, so với Tống thì Liêu vẫn rất là đông. Rõ ràng mọi người thấy không, nãy em đứng trong kia Tống chỉ đứng đúng một nhúm mà giữa thôi, còn đây là Liêu đứng cực kỳ đông luôn. Đúng rồi, tầm buổi này, buổi chiều thì có thể là bên Liêu họ bận ấy mọi người. Tại vì đi làm các thứ, các việc ấy, nên là có thể là kiểu họ không đông, không on lâm đông lắm. Nhưng mà buổi tối là đúng đông luôn ấy. Tầm này đứng đây đông khiếp. Chắc là tới giờ này cũng tới giờ ra chiến trường mình đi luôn nhá mọi người. À, đâu nhỉ? Đây. Em vẫn chưa quen với mấy cái thao tác của mấy cái AGM này. Đúng nhỉ, nó sẽ đi đúng đường rồi. Tôi đang đi đâu vậy? Đúng rồi. Ok, mà em có nghĩ là sao em soi vô cung của anh? Ủa vô cung của anh á hả? Tại anh chạy theo em. Ơ hay. Anh này, anh chạy theo em soi thôi, em tưởng là mọi người muốn lên TV nên em soi.
đầu tư nốt xét sư môn đi anh. Bây giờ mọi người đã có sư môn hết rồi, chưa ai chạy đến pháo, mọi người để xem ai lên bữa nào chạy đến pháo đầu tiên nhé. Em vẫn nghĩ là em nói vậy thôi chứ em biết là em và mọi người vẫn nghĩ trong đầu chúng ta đã có một kết quả là Liêu sẽ lên trước rồi. Người chơi thánh bổng của Liêu đang đứng đánh con thổ dân. Em hơi có cái chấm hỏi trong đầu, tại sao đang đứng đánh con thổ dân vậy mà thổ dân không mất miếng máu nào, xong rồi chạy lên trên này. Anh đang định làm gì với cái cây bổng của mình đây? Ê. Đây mọi người ơi, hiện tại là bên Liêu đã có mặt ở pháo đài rồi nhé. Có người chơi thánh bổng nè, nghe mi đàn Bích Huyền, ai nữa, dưa cung cái gì ham yêu gì đó. Đây, tống cũng bắt đầu lên nha mọi người ơi. Pháo đài thì ăn được 2/3 cây rồi. Tống thì có dương gia thương của bếp gì đó, chứ là của bắp. Chắc là sẽ ăn nhanh thôi, tầm này ăn nhanh thôi. Ba hả? Chi vậy? Là sao? Rồi 1 pha 55. À cần chứ. Anh bận hả? À ăn xong chưa? Gọi tên mình idol ấy. Hey, anh ăn đi xong rồi sau nào xong rồi vô. Gọi tên mình với idol. Hello anh Lê Minh Nhí à. Hello anh Kẹt. Cappuccino. Pháo đài hiện tại là pháo đài của bên Liêu rồi nha mọi người ơi. Pháo đài là đã là của Liêu rồi nhá. Và Nga Mi Đàn Bích Huyền ngồi đây thủ. Một mình bà vậy ít vậy. Ít vậy ta. Bên này thì có em Khắc Anh nha. Ôi lại là người cho em Khắc Anh. Ngày nào cũng gặp mấy người này rất là chắc nhớ tên luôn á. Đi xem đồ đạc như thế nào nha mọi người. Một set tử quan chiến bào ơi. À dạo này. Ờ đúng rồi. Mọi người thông cảm nha, em vừa mới hết bệnh. Ngày hôm qua em bị bệnh đi. Ngày hôm qua em bệnh đi. Ôi cái găng trừ 15 bỏ qua 7 nè mọi người. Xịn đấy. Hôm qua em bệnh nên là em off stream. Sorry mọi người nha. Tại vì hôm qua em bệnh tí xíu ấy, nên là hôm nay em vẫn còn khàn khàn tiếng này mọi người. Hôm qua em bị nóng trong người ấy. Ôi mật tịch ép có một cái một nha. 4 phụ lục 10 thành 81% luôn, ép được có cái à. Không mua được yếu huyết hả? Không mua được yếu huyết. Một người đủ thủ rồi. À Bích Huyền. Ủa Bích Huyền là con gái luôn hả? Xịn vậy. Quay. Đây bây giờ có thêm người mới nữa rồi nha. Hai người authentic. Real. Bích Huyền là con gái luôn hả? Hello Bích Huyền nha. Không có thêm các thôi ông này chắc ông này là chặn tiếng ngoài mọi người. Bỗng dưng tím mắt nè. Dưa thương cùi bắp này chắc là học sợ. Em nghĩ là sẽ không làm được gì đâu. Tại vì lên cao xíu nữa sẽ có hai Nga Mi Đàn ngồi lần mọi người. À em nghĩ là cái giọng này của em chả biết là có thể ngồi đây bình luận đúng 2 tiếng được không nữa. Hơi đau họng một chút xíu. Rồi bị dính loạn rồi, tầm này là chết chắc rồi. Tống chán quá thôi treo coi like. Thì là đang chán rồi treo coi like thì cũng đâu có gì đâu coi anh. Hạt cờ lon đó gái gì. Ơ em không biết, thấy gái thì em bảo gái đâu rồi. Dính cái 55 chết queo luôn, không thở được luôn. Người chơi Trầm Nguyên vẫn tiếp tục dí theo nha mọi người. Trầm Nguyên nè. Rồi ông này ông chạy lên trên này, mình chạy theo ổng, mình chạy chậm hơn ổng nữa. Ôi trời ơi, phải cung cấp tốc thêm cho con này mới được. Đây là người chơi gì đây? Của ban cảnh sát nha mọi người. Trương Đại Sư. Ban này em thấy lạ quá, chắc là kiểu ban mới lập hay sao ấy. Sao mình comment vào group không được nhỉ? Ủa sao không được vậy? Anh có gì đó anh inbox cho fanpage giúp em nhé. Xem mà có lỗi gì không nha anh nha. Ha, tầm ly nước này chắc không đủ để em uống tối nay đâu. Em đau họng quá. Hai em bị đàn đứng đây. Một bà đàn, một bà treo luôn. Bà không thèm đàn luôn. Trương Đại Sư này nên làm gì đây? Trời ơi. Thế ông trưởng lên đây định làm gì đây? Lên đây ăn mấy con vệ binh pháo đài. Ăn mấy con vệ binh pháo đài. Rồi chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị trông thấy một pha solo kill với người của người chơi bỗng dưng tím mắt và người chơi Trương Đại Sư nha mọi người ơi. Trương Đại Sư thì vẫn vác trượng tháo chạy. Không biết là bây giờ chạy đâu, bây giờ chạy đâu khi vốn bể tay là địch không. Khổ. Rồi bắt lại, bị bắt lại rồi. Đấm cho mấy đấm rồi, vừa ăn một ăn bình máu rồi nha mọi người. Chắc là tầm máu này cũng không. Rồi thành 1v2 rồi. Mình mất tiêu rồi. Mất tiêu Trương Đại Sư luôn. Em nghĩ là mình nên chạy xuống vòng 2 xem như thế nào nhá. Có like bên Nông Trang không người đẹp? Nông Trang hả? Để tí em chạy qua thử nhá. Ôi quảng cáo. Nãy giờ quảng cáo nãy giờ luôn á. Mẹ hèn là mình nghe cái nhạc gì đó mà mình vẫn ngồi nghe được. Hôm nay lên được tới đây ghê vậy.
Tí em xem nốt bên này chạy qua Đông Trang á mọi người. Để em xem thử có chạy qua được không. Bà này chắc là bót điểm rồi. Đâu rồi, sao ít thế ta? Ở bên Đông Trang hết rồi hả mọi người? Hồi sớm thấy đánh nhau sung lắm mà. Ở bang của tôi đâu hết, chả thấy ai hết rồi ta. Ôi có nhiều bang mới lắm này. Hình như là bắt đầu ra rất là nhiều bang bên Tống nè mọi người ơi. Hình như là mấy bang mới lập không à. Family Giang Hồ. Ủa sao mấy bang này qua bên Tống vậy? Family Giang Hồ sao qua Tống vậy? Bé chanh. Kẹt xinh quá. Hello Châu Anh ạ. À. Châu Anh. Hello anh. Hello anh. Ồ, có F F B F F hả? B F F bé là chắc là best friend forever. Người chơi Hamil hồi nãy là ở trên pháo đài nè mọi người, bắt đầu được đầu tiên là lên tới trên pháo đài luôn rồi, bây giờ xuống đây thủ vòng 2 rồi. Trời trời, bắn cái 55 kìa. Đam to vậy. Khiếp, bắn cái 55 chết con kia còn chấm máu luôn. Ủa, đồ bình thường rồi, đồ này đồ tặng mà. Em riết chẳng còn mấy ai. Từ từ đã mọi người, chiến trường vẫn đông mà. Tại chiến trường phụ kiểu nó hơi chênh lệch quá nên mấy ông lười đánh ấy. Chứ thật ra chiến trường chính vẫn đông nhá. Chiến trường chính buổi trưa vẫn đông luôn. Buổi trưa thì em thấy em đi chiến trường chính vẫn rất đông. Nguyệt like buổi trưa, nhưng mà buổi trưa em vẫn chơi nhá mọi người. Em chơi với lại ban của em thì em thấy chiến trường chính vẫn rất là đông ấy. Bên Tống bắt đầu, bên Tống kiểu thủ cũng thủ được tốt lắm nhưng mà không lấy được trảm ấy, nên là kiểu bị mất điểm, là thua điểm thôi. Chứ thật ra em thấy bên Tống dạo này, có tiến triển nhiều lắm mọi người. Tại vì thủ rất là cao, thủ vòng 2 cao, vòng 1 cao vẫn thủ được luôn. Hồi trưa đó là chuyện của hồi trưa nha. Tại vì có thể là hồi trưa bên Liêu kiểu ốp nhiều ấy. Còn à, buổi tối thì mình chưa biết sao. Tí nữa mình trông chờ vào à, kết quả sẽ có sao quảng cáo nha mọi người. Tí nữa ha, tối nay mình tính nha. À, nên có chạy, có nên chạy ở bên, mọi người muốn em qua bên Nông Trang chứ mọi người, hay là ở đây. À nóng quá trời, nóng trong người các bạn, bị khàn tiếng á. Nhưng mà không có ho nha, mấy ông bảo tôi đi cách ly nhá. Trời ơi, cách ly cái là mấy ông trong bàn em á cứ kêu, hay kêu em đi cách ly đi em ơi. Khổ. Đó tôi đi cách ly rồi ai livestream cho mọi người. Nói chứ em đâu có bị gì đâu. Em suốt ngày ở nhà không, Covid nó chỉ có. Nhưng bây giờ mà em bị Covid nữa mọi người, là chỉ có Covid nó tự tìm tới nhà em thôi. Chứ em suốt ngày ở nhà không Covid, cô véo gì. Đây là người chơi biếm thăm và người chơi gì đây. Ôi bên này hai và solo với lại 4 người ở đây mà còn có cả Nghe Mi Đàn nữa. Một sự khó chịu. Nghe Mi Đàn mặc đồ giống tôi. À, Nghe Mi Đàn authentic hồi nãy nè mọi người. Từ ở trên pháo đài ở trên chạy xuống đây thủ rồi. Chắc là kiểu pháo đài trên kia đang nhờ. Nhàn quá ấy, không có chuyện gì làm ấy, nên là kéo mấy Nghe Mi Đàn xuống đây à. Pháo đài trên kia chắc rồi cũng chả có ai lên đâu. Em nghĩ là pháo Tống nên tổ chức một pha on một lúc xong rồi kéo nhau lên pháo đài thử xem như thế nào. Mới đầu game mà, mới có được có 10 phút à. Nó còn rất là sớm. Nghe Mi Đàn đúng đông hết mọi người à. Đàn gãy tay trâu nè, cappuccino, cà phê sữa. Ủa cà phê sữa Nghe Mi kiếm. Tống đâu dám đi pháo đâu, toàn đi thảo thôi. Nói chung là kiểu tại vì thế nào kiểu gì cũng thua ấy. Tại vì chiến trường phụ kiểu bị áp đảo ấy mọi người ơi. Hoặc là mấy anh này chỉ vào đây để boss điểm thôi. Còn lại thì chắc là bỏ hết rồi. Bỏ hết đi đường kia này, đi đường giữa. Bỏ hết pháo đài, bỏ hết chiến trường phụ rồi. Nó kiểu em hồi nãy em cũng tính là vào đây để nộp quân dụng này. Nộp quân dụng là với lại, tại vì quân dụng mới mở ngày hôm qua ấy mọi người. Hôm nay em cũng tính nộp quân dụng. Với lại mình sẽ ăn chết trái cây để cho Nghe Mi Đàn của em lên 79 luôn, lấy được cuốn mật tịch để em luyện luôn. Nhưng mà chắc là sợ không kịp quá. Tại vì chưa đủ set trái cây mọi người. Quân dụng thì có thể đủ, quân dụng tí nữa nộp luôn. Bỏ thủ rất là đông nha mọi người. Ban yêu nè. Bỏ thủ pháo đài rất là đông. Mặc dù trên này không có chuyện gì làm cho chị AFK thôi mà vẫn thủ nha. Nghe Mi Đàn authentic. Âm với chị. Số skill tăng 3%. Cộng 7, 4 trên 4, 7 thành. Hỗ trợ tấn công 81, cho phòng ngự 77. Ôi, tôi bị gì nè, em bị gì nè mọi người. À, bà này bà bị gì. Ai sao cái, em bị xuất hồn hả. Đây, ai đi theo em hay sao vậy. Sao có cái lằn đây nhở. Ơ, tôi bị gì ấy mọi người, em bị gì ấy.
hồn lìa khỏi xác. Ê này, này là em đúng không? Này là Nga Mi Kiếm đang đi đi là em đúng không? Ê em bị hồn lìa khỏi xác rồi mọi người ơi, từ từ. Hình như có gì đó sai sai rồi sao sao á. Ôi em không xuống ngựa được luôn này. Từ từ đã. Trời mấy ông này chạy theo tôi chơi luôn, thảnh hơi quái mọi người. Liêu đúng kiểu bây giờ trên pháo này thảnh hơi. Không xuống ngựa được luôn nha mọi người. Bị em bị lỗi rồi, lỗi ạc rồi. Thì sao? Cho tôi bị cái gì đây? Sao xác tôi ở trên này mà hồn tôi ở dưới này? Bị xuất hồn rồi. Ngảo ngơ không này, bị hồn liền khỏi xác rồi này. Này tẩu hỏa nhập ma rồi em. Nó đi đúng chậu luôn mọi người, nó không đi nhanh được tại vì nó bị lỗi rồi. Cái định mệnh không đứng lên hú cửa được luôn ấy này mọi người xem này. Đó, không ngồi lên hú cửa được luôn. Cái định mệnh này còn ngáo ngơ nữa. Hello anh, làm gọi hồn đi. Em bị tẩu hỏa nhập ma mọi người, em bị xuất hồn rồi. Mấy hôm này chạy theo đúng buồn cười luôn á. Bên Liêu chịu khó hợp tác lắm mọi người. May mắn một điều là bên Liêu không có anti em. Cái định mệnh. Thôi nghỉ. Em nghĩ là mình nên thoát ra vào lại xem nó hết luôn. Tự nhiên bị tẩu hỏa nhập ma như thế này. Không có đi đâu được luôn ấy, kiểu nó đi đúng chậm luôn ấy. Ơ nó đi nhanh hơn rồi này. Ổn rồi, tôi phải đi nhanh được rồi mọi người. Họ em cười gần chết luôn. Ông kia đi theo được chút xíu, ông kia lên lại. Thôi lên lại đi bạn ơi, dắt anh ra chỗ vắng đi em. Giờ này ngồi chơi như này là không được rồi. Thôi không chơi nữa nha mọi người, đi qua bên kia thử xem nhé. Đi qua bên tại vì Tống hôm nay không đi chiến trường ấy rồi, chắc mình phải dịch chuyển qua bên thôn Nông Trang hả? Nông Trang là thôn Trang này đúng không? Hy vọng là sẽ hết bị xuất hồn đúng không? Hết bị xuất hồn mọi người ơi. Ơi Tống đi bên này đông hơn này. Xem nào. Đông đấy. Liêu cũng đông không kém, luôn. Kiểu nói chung là chiến trường bên ấy, bên pháo ấy nó hơi bị chán nên là mọi người cũng kéo nhau qua bên thông trang này đi rồi. Góc bên trái bản đồ, góc bên phải bản đồ, góc dưới bên trái bản đồ. Bẻ nhiều góc vậy. Vào trung tâm. Đúng rồi, mình phải vào thẳng trung tâm luôn nha mọi người. Chứ đâu thế là mình thấy thanh niên chẩu Võ Lâm 2 đang đánh nhau với lại người chơi hệ nốt nha mọi người. Và người chơi hệ nốt là của bang mình hả? Trời, cố lên người chơi hệ nốt. Chơi hệ nốt hình như là pha này yếu thế hơn rồi. Tại vì bên kia đang có 3 người lận mọi người ơi. Người chơi hệ nốt đang cố gắng vận những cái khí cuối cùng của mình để xả ra. Nhưng mà ôi vác cũng được lắm chứ. Tại đông người thôi chứ thật ra vác cũng được lắm chứ. Cắn một bình máu nữa nha mọi người ơi. Chắc là pha này là chắc là sắp hết máu rồi. Chả biết làm như nào nữa. Rất là đông. Vác nữa đi anh. Rồi hết rồi. Chỉ xem được một pha vác của anh thôi nha mọi người. Cũng nói chung cũng hay ho, cũng không phải là một pha xem đáng tiếc, cũng hay đấy anh ạ. Tại mình chưa mà mình bị đông người thôi. Rồi chậu Võ Lâm 2 cục cức tí hon ngồi đây đàn đấy mọi người. Gồm bên này thì có chai en, có ôi chai cô thì bên có chai en, có cả chai cô nữa. Tống cũng rất là đông nha mọi người. Tống đi bên này đông lắm này, xem nào. Wow, ở bên này có chuyện để nói rồi mọi người ơi. Còn bên góc dưới đây thì phần Liêu đang thủ nha mọi người. Tống chỉ tụm một góc nhỏ trên này thôi, góc nhỏ trong tim. Nhờ đó là tim em đấy. Mọi đang xem trên livestream cho em xin một like nhé mọi người. Trời ơi, ôi khiếp. Mạnh thấy ông giang hồ này. Giang hồ. Dơ thương. Cái gì vậy? Cái gì Bích Huyền vậy? Bích Huyền là gái thật đấy mọi người. Gái đấy. Một ít tao ông nội vừa có pha vác chết một người bên Liêu nha mọi người. Em mà chưa kịp xem tên nhá. Còn người giang hồ đang vô tới chỗ này và ngủ rồi, chắc là chết rồi. Nghe bài đàn nào ta. Hay.
355 cũng chết người luôn. Em nãy em vô trễ á, biết nãy em chạy qua đây luôn cho rồi đi. Tại vì em nghĩ bình thường mọi người hay đi pháo ấy, nên em vào pháo, nhưng mà em đâu biết là bên này đông như vậy đâu. Biết đông như vậy mình chạy qua đây luôn cho rồi cho nó sướng. Xem mày kiểu xem từ đầu luôn ấy. Dương Tiêu, à Dương Tiêu là cái anh bữa hôm em gọi nhầm tên nè mọi người. Dương Tiêu đang cố gắng ăn máu để chạy về nha, nhưng mà ơi không về, không về. Dương Tiêu quyết định không về khi mà đồng đội mình đang có mặt ở đằng sau. Dương Tiêu định xông lên nha mọi người ơi. Hiện tại là bên Tống đang tổ chức càng quét quá trời luôn nha. Ăn được mấy mạng rồi này. Vẫn là người chơi Dương Tiêu mở combat trước nha mọi người. Người chơi Dương Tiêu hình như là có một cái định gì đó mà không biết là có sai lầm hay không, mà lấn hơi sâu vào trong rồi nhá. Chẳng biết là có... À đằng sau vẫn còn bạn nha mọi người ơi. Tiếp theo là người chơi ông nội Mỗ T và người chơi Trúc Lâm nha mọi người. Ba người này Dương Tiêu ăn máu trong tình huống này mọi người ạ. Dương Tiêu không ăn máu luôn. Dương Tiêu mà chắc chơi thật sự. Trời ơi trời, hồi máu lộn rồi. Ê, không máu chơi kẹt vậy. Dương Tiêu vẫn không ăn máu nha mọi người. Dương Tiêu biết là chắc là chả có ai mục tiêu nào đánh được mình đâu, nên Dương Tiêu còn một chấm máu. Dương Tiêu vẫn không ăn máu. Mẹ dân chơi mà có thể là hết máu rồi để ăn được. Lắc VL pha Tống vừa làm một pha càng quét lên trên này rồi nha mọi người, hay đấy. Đây mọi người thấy không, chưa chắc là game không cân bằng đâu nhá, chưa chắc là ít người đâu. Tại vì nãy em vào nhầm chiến trường ấy, chiến trường này thật ra đông hơn mà em tưởng chiến trường kia đông hơn đấy. Sorry mọi người, sự sai lầm của em mà dẫn tới hiểu lầm mọi người nhé. Vẫn rất đông nhá mọi người. Góc dưới này vẫn có những người Tống nha. Ôi Tống hôm nay được ấy, nhưng mà chả biết có thắng hay không em không biết, nhưng mà cũng hay. Số tài khoản donate đâu em, đây anh ạ. Momo nè anh, đây tôi có thể phải để to to như này cho các anh thấy. Khổ ngày nào cũng hỏi. Momo nè anh, đấy thương em thì cho em xin một người lạ ơi, hãy cho tôi cái gì, hãy mua giùm tôi một liều liều thuốc. À tôi bệnh rồi, em bệnh, em đang đau họng lắm mọi người. Thật đấy. Ở ba thằng thánh của bên New, nhưng mà dạo này đầu quân qua cho Tống nha mọi người. Đầu quân qua cho Tống. Hai con thi hàng kim này, hai con bắt lâm này. Từ hồi chiến trường buổi trưa thì em đã thấy ba thằng thánh như là có nguyên một cái team của anh ấy luôn ấy. Có cả nghe mi đàn, cổ sư, nghe mi kiếm, dương cung cái kiểu, nhưng mà bây giờ chỉ thấy một mình anh thôi. Sát Covid này, đúng rồi, sát Covid với ca chiêu xa này, chắc là tập trung team với ba thằng thánh mọi người. Đủ ba người. Còn thiếu nghe mi kiếm, nghe mi đàn chả biết ở đâu. Góc này vẫn là Tống. Ôi, Tống quá. Hôm nay sao Tống bên này đông như ta. Hình như là Tống bỏ hẳn bên chiến trường pháo để chạy hẳn hết qua bên này luôn hay sao ấy. Trời, ban tôi mà tôi chả biết thông tin gì hết. Sorry mọi người, em chậm quá. Em đang ặc bên kia, ặc nghe mi đàn của em đang cố gắng kiếm nốt cái set quân dụng để tí nữa em xong chiến trường phụ này em nộp quân dụng cho mọi người xem luôn. Không có Covid đâu nha mọi người. Đừng ai báo công an tôi Covid nha. Anh Hữu Dương ơi, có số tài khoản donate rồi nha. Nước quá. Nghe mày kiếm đứng cao vậy chết, đúng rồi. Cabi béo ú. Hay. Ôi vãi. Ôi trời ơi. Một cái tái kim trúng với mọi người, xong rồi chỉ cần đứng đúng cái hướng đó thôi, thêm một cái 55 nữa là chết người luôn rồi. Nhưng mà không sao, đây người chơi chơi gì? Chơi thử thôi, một đã trả thù cho hai người đồng đội còn lại của mình nha mọi người. Khi mà giết là giết ba người mà chết hai người như vậy là không được rồi. Giết mà chừa lại một người là kiểu giống như trong mấy cái phim cổ trang hồi xưa mọi người, Chu Di cổ tộc gì đó mà chừa lại đứa sống kiểu gì cũng trả thù đấy. Em lại mẹ nói xàm nữa rồi. Ôi, đường tăng. Ê là có đường tăng. Vậy là team đường tăng này lần trước mình thấy ở trong chiến trường chính đó là có cả đường tăng này, xong rồi ngộ năng này, xong rồi đại sư huynh, tiểu sư muội, đúng rồi. Thấy như là team đó, team đường tăng. Bắt đầu kiểu bên Tống cũng các lập ra các cái bang mới với lại các cái team mới nhiều lắm rồi nha mọi người ơi. Hy vọng thời gian tới Tống sẽ có một cái tiến triển gì đó. Có thể là tối nay chúng ta sẽ thấy được tiến triển của Tống luôn á. Đợi xem nha mọi người, em cũng đang hồi hộp quá. Sao mấy anh này không làm gì chứ, đánh nhau đi. Liêu đâu hết rồi, ta nãy giờ chạy toàn thấy người Tống thôi. Tại vì map này em cũng chưa. Ô mình đang ở dưới này hả? Thôi chạy lên trên kia mọi người. Đánh nhau ở trên kia. Em chưa đi chiến trường này bao giờ luôn. Bình thường nhá, em đi á, em toàn đi đào thảo ấy mọi người. Sao mà đâu có đi mấy cái này đâu, hoặc là có thể là đi chiến trường pháo lâu lâu đi thôi. Chiến trường này em chưa đi bao giờ. Nên cái map này em chưa rành lắm. Mọi người có gì thông cảm cho em nhé. Bác sĩ TT bị bắt lại dưới góc dưới này rồi và ngã ngựa luôn rồi nha mọi người. Bác sĩ TT
chứ bao nhiêu bình máu cho đủ trong pha này thì bác sĩ Y tế chắc chắn nằm xuống rồi, mà sẽ không xem bác sĩ Y tế chết như nào đâu. Trên góc này thì người chơi Killing with Love cũng là chết luôn nha mọi người, khá nhiều người chết và không thèm hồi sinh luôn này. Hay đấy, hy vọng là Tống sẽ thắng chiến trường này nha, chứ mà tí nữa anh không biết nó có thông báo không nhỉ. Ui dồi, đây. Còn à, ngay bên Liêu thì set up một góc trên này nha mọi người. Đây hiện tại là em đang lên trên tới nền này bản đồ rồi, trên góc trên rồi, góc trên bên phải nha. Thôi nghe mình kiếm đứng đây bị dí cho chết. Ôi anh này vác người ta mà nhìn lại thấy anh chết chả biết làm sao nữa, kiểu không biết lý do chết như nào nữa mọi người. Kể cả năm tàu bắt đầu cũng chết nhanh. Ôi mấy anh Tống thì kiểu như chả biết ông nào đam á, em không thấy ông nào đam luôn, mà đam to vác là đam của ba người một lượt nhau luôn ha. Bỏ hoa bảy này, kẹt yêu. Ok anh. Ơ vậy đó, xin số tài khoản donate mà không thấy donate nhờ, em đang đợi này anh ơi. Cái anh Liêu tầm này là thôi chứ, tầm này ở vòng ngoài như này là em thấy là Tống khá là đông như này, chắc là Liêu không ấy được. Em nghĩ là chiến trường này sẽ dành thắng lợi, sẽ dành cho bên Tống rồi. Khá là hay á mọi người, kiểu bỏ hẳn bên pháo luôn ấy, đi về chiến trường này luôn. Một pha vác không biết là có kết quả gì không, nhưng mà nằm xuống rồi. Tự vác xong tự nằm xuống. Anh này kiểu đang đi lân tơn tên đang baby shot hết máu nha mọi người. Rồi giết được à. Ủa đâu rồi, mất tiêu thanh niên đâu rồi, bốc hơi rồi không kịp thấy luôn. Lavender định lên ít đam nhưng mà chưa kịp ít thì chết rồi. Hay, đi lẻ như này kiểu gì chả chết. Ở dưới này có một ngammy đèn nha mọi người, hai ngammy đèn. Ôi mọi người thấy Tống quét chưa, mọi người bảo sao Tống không mạnh nhỉ, mọi người nói lại xem nào. Ba ngammy đèn nữa, môn này có một gốc này có Mikasa, một ngammy đèn nữa mọi người, đào khá là đông ấy. Đây ít đam nè, coi làm được không nha. Không, anh quyết định đi về rồi mọi người. Anh thấy hiu quá, anh vào anh định ít đam nhưng mà anh thấy đông quân địch quá, anh thấy hiu quá, cái tự nhiên anh xin lỗi tôi đi lộn đường, cái đi về luôn á mọi người. Mọi người chơi giang hồ ban chúng à ha. Ôi ít đam, ít vừa ít đó mọi người, nhưng mà ít đam xịt rồi, ít đam kiểu không đủ đam để cho giết người. Ba thằng thánh mọi người thấy vừa rút hết cây máu luôn, còn những người lại chạy ai hết máu nè. Giang hồ bị bắt lại nha, bị hai con thi bị anh ập ba thần thánh này chỉ thiêu mặt rồi. Giang hồ định đi về, tiếp tục là người chơi tiễn vô tình nha. Còn góc này thì nghe mi đèn Mikasa bốc hơi luôn nha mọi người. Tay cùng xem phải ít đam của người chơi, ít đam chết mẹ mày, đó là tên của ổng chứ không phải em chửi thề nha mọi người. Ôi thích đi tu nằm xuống nhá. Thực phạm vừa có một pha giết chết người chơi thích đi tu của Minh Tống nha mọi người. Còn ba thần thánh này vẫn đang càng quét ở dưới góc này. Ghê. À, có người chơi Dương Tiễn, hình như là đây là team của ổng luôn hay sao á. Team của ổng, như là team của ổng, thấy đi cùng nhau chắc là team của nhau ấy. Hay nhờ. À em nóng đúng không, em vừa nổi nhiệt miệng xong ấy mọi người, vừa hết cái nó còn nổi thêm mấy mụn nữa. Nổi mụn rồi đây nè, xong rồi còn đau họng khổ. Em mà đang thiếu tình thương lắm mọi người hãy donate vào số tài khoản em để dưới này. Em giỡn thôi. Hay quá. Chỗ level 2 vẫn là người, những cái tên quen thuộc nha mọi người. Những người này kiểu hồi sinh á, tại vì chết không ảnh hưởng mấy chứ nè. Hồi sinh xong rồi lại chạy ra tiếp. Nhờ chắc em nghĩ là phải đi theo một team cơ. Hiện tại là Liêu bên này đang đi rất là rời rạc nhá. À, hoặc là sẽ có những cái team nhỏ thôi, hoặc là có thể là Liêu hôm nay đi bên chiến trường này ít, có vẻ ít hơn nên là đang bị Tống đàn áp nha mọi người. Chắc là cũng không phải là đàn áp lắm nhưng mà đang bị Tống chiếm lợi thế nhiều hơn ấy. Nhiều khi em nói cũng sai cái mấy anh Liêu là anti em thì chết. không được. Ông này làm gì, ông sát covid đang trời ơi, không giết được người nữa, đơn giản vậy. Với người nhìn đúng chán luôn người thề. Không, thật ra em thích trời mạnh. Ông ở ba thần thánh này thề mạnh, hai con thiên hàng kim này kiểu mạnh phải liên luôn ấy mọi người. Vào cái trắng cây máu 35 làm được gì hôm nay. Sắp chết thì người chơi hệ nốt, người chơi hệ nốt cũng không thèm ăn máu luôn, không sợ dính tối kim luôn. Còn anh Why not Lewis này cũng dính thêm một cái tối kim nhưng mà không chết, không đủ đam, đam bé quá bạn ơi. Đồ đạc chắc là xét đồ tặng rồi. Đam bé quá, một cái 55 một cái tối kim không chết người kìa.
khá hấp dẫn thật sự luôn ấy. Vậy mà nãy giờ mình không đi sớm nhờ. Hồi nãy nhờ anh nào đó, anh bảo anh chat lên ấy. Anh nào nhờ? anh nào chat lên ấy, xong em mới qua đây, em đi qua đây em xem ấy. Em cảm ơn anh nhiều nha. Đánh nhau là phải như thế này, đúng rồi, đánh cái kiểu pháo ấy mọi người, chị bót điểm cái kiểu ha. Em xem em cũng chán nữa. Nên em biết mọi người xem livestream chắc chắn mọi người cũng sẽ rất là chán. May là bên này vẫn còn rất là đông đúc. Baby Shark đang có pha solo kill với lại người chơi chẩu level 2 nha mọi người. Một ông thì Duyên Hương, một ông thì Duyên Cung. Ủa hai ông Duyên Hương hết à? Xin lỗi. Baby Shark ngã ngựa rồi. Chẩu level 2 của này rồi. Con Lan cái kết thúc luôn nha mọi người. Sunny, mình bảo qua like đấy. Dạ em cảm ơn anh nhé. Hôm nay mọi người có đi chiến trường phụ không? Hay là mọi người chỉ sẽ livestream thôi? Mọi người đi chiến trường phụ không? Mọi người bên Tống mà nếu mà chắc là hồi nãy cũng có một số anh kiểu nản ấy. Nhưng mà nếu mà xem livestream của em chắc là cũng biết đâu hăng máu lên lại chạy vào chiến trường thông trang này để đi đánh nhau bên Tống. Tại bên Tống, ôi bên Liêu hiện tại đang đông, bắt đầu đông lên rồi nha mọi người. Trong những giây phút cuối cùng của chiến trường 43 phút rồi, bên Liêu bắt đầu đông lên rồi đấy. Nhưng mà trên góc này vẫn có rất nhiều người Tống, đúng nhờ, đúng rồi. Rồi vào hơi sâu rồi, chết rồi anh này sao tự nhiên chạy đây à? Em bị loạn. Bị cái đèn loạn xong rồi chạy lên nạp mạng vô chỗ chết luôn. Nhiều khi cái loạn đó đúng khó chịu nha mọi người. Đang đứng như này á bị loạn cái không biết à. Hên xui nó sẽ chạy đi đâu nhưng mà chạy thẳng lên trên rồi thôi, nạp mạng bố rồi. Ma tiễn nằm xuống. Ma tiễn trước khi nằm xuống thì cố gắng bắn cho mình một cái 55 nhưng mà chịch em Nguyệt chấm hỏi. Tôi không phải em Nguyệt nha. Nhưng mà nếu mà tôi là em Nguyệt tôi cũng không có cho anh làm vậy đâu. Ok. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại chết vậy? Anh không có tuổi. Xin lỗi. Ôi sao tự nhiên nó bật hết hồn giật mình. Tự nhiên cái auto của em nó tự nhảy lên đó mọi người. Sợ vãi. Trời. Bạn gái giấu kêu nằm xuống. Quá nhiều người nằm xuống nha mọi người. Đây người chơi giang hồ vẫn tiếp tục càng quét những cái bôn lan đảo hải của mình nha. Nhưng mà chả biết làm được gì hay không. Người chơi giang hồ đang gom địch đi. Góc này thì có vội. Ôi chết lượt luôn. Chết chùm. Sống chết có nhau. Ê em cảm ơn Quốc Anh nha. Lại được donate này. Cảm ơn Quốc Anh. Ôi trời ơi. Đấy anh tôi bảo là ngày nào có livestream là có donate em nhé. Cảm ơn anh nhiều. Trời dạo này em đi theo ha. Bây giờ mấy bữa mà em không livestream á, không có anh á, em cũng đi theo em bóp máu, bóp sen đồ này kia cho anh thích mùa xuân đây. Anh thấy em không? Em tuyệt vời không? Kể cả khi mà em like hoặc là em không like. Rồi mối nằm xuống nha mọi người. Thì em một pha xdam đẹp của người chơi Lavender nha mọi người. Sau những pha mà không xdam được bây giờ anh cũng có một pha xdam nha mọi người. Hay đấy. Chắc là tầm mấy mạng. Quá đẹp cho tai nghe, tóc mới làm nổi cái tai nghe. Xong bắt đầu từ gió bắt đầu từ màu xanh nước biển tóc em nha mọi người. Chắc mọi người chưa thấy đâu, mọi người chưa để ý đâu. Tại kiểu nó cũng hơi đen đen ấy, kiểu nhìn không thấy lắm. Nhưng mà thật ra là sóng bắt đầu từ gió rồi. Gió bắt đầu từ màu xanh nước biển của tóc em này. Đấy. Mọi người đã biết câu trả lời của gió bắt đầu từ đâu rồi đấy. Tôi nhuộm màu xanh nước biển lần đầu tiên, nhuộm màu xanh nước biển. Lại là người chơi chảo level 2 nha mọi người. Mình không nói chuyện sàng ngoài lề nữa. Mình sẽ bắt đầu vô chủ đề chính nha. Tại vì gần hết những phút cuối của chiến trường này vẫn là người chơi chảo level 2. Anh rất là kiên cường mọi người. Kiểu mặc dù thân xác tôi có nằm đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn còn một cái hồi sinh được. Thì tôi vẫn vào tôi đánh chiến trường chung với lại anh em của tôi. Hay. Kiên cường phết chứ. Thầy nãy giờ đi gặp đúng không á, gặp hoài luôn ấy. Nãy giờ mình chạy từ dưới này mọi người, nãy mình bắt đầu từ dưới này nhá, mình chạy qua đây xong mình chạy lên trên này. Em chưa qua bên phải này thôi, tại vì bên góc phải biết đâu không có đánh nhau nữa. Hết rồi. Biết đâu không có đánh nhau bên đó nên là không mấy ông cứ chạy theo kêu tôi là Nguyệt hoài vậy nhờ. Nên là em chỉ chạy theo chỗ mà đông đông người thôi. Cái này có thông báo thắng thua gì không ta? À đúng rồi. Có đợi tí nha mọi người. Ôi sao nhiều người xem này. 28 người xem. Ôi mọi người đang xem livestream cho em xin một like nhé mọi người. Cho em xin một like nhé. Em cảm ơn mọi người. Alo. Mọi người ai chích ra một phút cuộc đời của ta để cho em xin một like nhé mọi người. Hello anh Khanh Hoàng nhé. Cạc. Hello anh. Đâu rồi. Không. Bình thường. Nhạn môn rực lửa sẽ bắt đầu sau 15 phút. Qua những hồi giao tranh ác liệt, phe Liêu đã giành thắng lợi chung cuộc tại Nhạn Môn Quan, chiến dịch bảo vệ thành trì. Chắc là trắng rồi. Phe Liêu giành thắng lợi chung cuộc tại thu thập lương thảo.
Đây mọi người thấy không, Tống thắng lợi nha mọi người. Có chỗ nào dễ dễ nhìn chút xíu không cho mọi người xem. Tống thắng nha mọi người. Đây đây, phe Tống giành thắng lợi chung cuộc tại Nhạn Môn Quan, chiến dịch giải cứu Nông Trang. Tuyệt vời tuyệt vời. Chúc mừng các anh Tống nha. Bây giờ mình đã có 2 thắng 3 nha mọi người. Mấy hôm trước là 3 thắng 3. Ủa lộn, xin lỗi 3 thắng 1. Mấy hôm trước là 3 thua cả 3 luôn ấy. Chúc mừng các anh Tống nha. Tuyệt vời. Xong đủ xét quân dụng chưa? Đây xin chào, xong rồi nói em nha. Em nộp quân dụng luôn. Em nộp quân dụng cho mọi người xem luôn mọi người. Em đang thu thập gom nốt cái xét quân dụng ấy. Tại vì em đang like, hồi nãy em đang định gom xét quân dụng lúc mà 5 giờ mấy mọi người, nhưng mà đang làm dở thì có bảo trì xét quân dụng với lại mấy cái xét trái cây ấy, nốt cho nó lên lên 79 luôn. Con nghe mi đàn của em hiện tại đang 78 à. Vừa xem vừa đánh chết liền 30 xác treo. Em ơn anh. Kệ hả? Kệ. Nộp quân dụng được rồi, ngày mai mình nộp nốt xét trái cây chứ đủ 79. Xong rồi ngày mai em sẽ ngồi luyện mật tịch cho mọi người xem cái sự nhân phẩm của tôi. Đấy, tịch môn phái 79. Ai những cái phần quà lên cấp với mọi người. Lên 79 là mình được một cái quyển mật tịch nha. Tịch môn phái á. Để ngày mai, tại nghe mới kiếm của em mặc tịch vậy cũng ổn rồi nên là không. Ý ai donate vậy nhờ? Khoan để chắc. Oai, em donate cho mọi người, donate 100k Facebook Hoàng Việt, donate trên thương Bim Bim. Em cảm ơn anh Hoàng Việt. Ôi trời ơi, vậy đó mà ngày nào vào cũng bảo là lập nhóm anti cạc cạc nhá. Tôi là đứng đầu nhóm, chủ nhóm anti cạc cạc. Giờ bây giờ lại donate cho người ta. Không, em sẽ lấy tiền của này của anh, em sẽ không mua bim bim, em sẽ mua thuốc để uống để cho hết bệnh này, để hôm sau sức khỏe ổn định tốt tốt lên để còn livestream chiến trường cho mọi người xem nhá. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Đấy là tự nhiên cái tôi hết bệnh rồi đó mọi người. Mọi người thấy không? Tiền có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, mà mọi chuyện nhớ chuyện buồn gì đó thì đều bắt nguồn từ việc mà hết tiền. Nhiều khi mình hôm nào đó mình đang chuẩn bị mình rầu rầu để chuyện gì á mọi người, xong rồi khi mà đặt lưng xuống nằm ấy thề cứ nghĩ tới chuyện buồn không thể nào ngủ được hết. Còn tự dưng bây giờ mình đang rất là buồn, tự dưng mình có tiền vào cái mình lại vui liền. Không, em bảo không em, mà em bị đau lưng ấy mọi người, em bảo mà bây giờ đắp cái tờ tiền lên cái lưng em là em hết đau lưng liền. Thế là tôi đã hết đau họng rồi nhé mọi người. Sinh lực tràn trề. Bệnh gì chữa luôn này. Thì đấy, bệnh hôm bữa này anh mới donate đó. Ủa nữa hả? Cái gì không giải quyết bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Đúng vậy, em cảm ơn mọi người nghe hồi Tết năm trước. Tại lỡ ngồi nhiều chuyện xíu với mọi người trong thời gian mà đợi chuyến trường chính bắt đầu. Hồi Tết năm trước thì em đang rất là buồn, rất là rầu. Tại vì Tết mà mọi người cũng biết là dịch tới là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là Tết tới rồi bị mất việc ấy. Thì năm ngoái em cũng livestream luôn, thế là không có việc làm nữa. Xong rồi về đang phải mua quà cho mẹ nè, mua quà cho mấy đứa em, xong rồi chuẩn bị tiền lì xì cái kiểu. Tại em mình lớn rồi, chuẩn bị tiền lì xì cái kiểu đang rất là rầu. Cái sếp của em phát lương cho em, còn thưởng lương cho em nữa, thưởng nốt, thưởng 2 triệu. Xong rồi phát lương của em là 3 triệu, tổng cộng là ông gửi cho em 5 triệu. Ôi trời ơi, là lúc lương của em lúc đó đang thấp nha mọi người. Nói chung là em đang rất là rầu rĩ. Tự dưng cái em mở mắt dậy em thấy chuyển cho em 5 triệu, em vui á, em ăn nguyên cái Tết hết rầu luôn. Thật ra em biết số tiền đó đối với mọi người nó khá là nhỏ, nhưng mà đối với em là cả một cái điều em rất buồn với mọi người. Tại vì nếu mà 3 triệu nó không có giải quyết được gì. Mình còn phải mua sắm đồ Tết cho mình nữa này, xong rồi còn phải mua đồ tặng mẹ, xong rồi còn lì xì mình mừng tuổi ba mẹ nữa này, xong rồi còn lì xì cho các em cái kiểu này. Đang rất là rầu rĩ, tự dưng được xếp thưởng 2 triệu em vui vẻ liền. Hết rầu mẹ luôn. Bệnh hoạn gì hết bệnh mẹ luôn. Thề nhiều khi mình có nhiều cảm giác mình trong cơ thể mình mệt mệt buồn buồn đó mọi người, hoặc là mình rầu rĩ mình đi ra đi vào mình chả biết mình buồn chuyện gì, chứ thật ra là mình buồn chuyện mình không có tiền. Em hay vậy lắm. Nên nỗi buồn của con gái một số cũng nằm này á, con gái cũng hay buồn, một số nỗi buồn nó hay nằm ở chỗ là mẹ hết tiền hay là không có tiền đi mua sắm với mọi người đấy, hay là đang nghĩ hôm nay ăn cái gì á. Nên là con gái kiểu cứ hay buồn buồn đi ra đi vô, nhìn mặt nó cứ hay buồn buồn. Chứ ra là có cái bệnh mà dễ trị bệnh cho con gái nhất là chỉ cần bắn qua ít tiền thôi. Đấy, các anh lấy rút kinh nghiệm lần sau mà. Ví dụ như con bồ nó có buồn buồn. Anh ơi, mẹ bữa nay em khó chịu, nay em buồn quá. Tâm trạng em như liền vậy đấy.
Thì mình nhảy số liền, mình kiểu dắt em đi mua sắm, em ơi anh dắt em đi mua sắm các kiểu, hay là mình đi ăn em nhé, mình đi ăn ăn buffet này, hay là đi ăn kem nhé, hay là mình đi mua sắm thì shopping các kiểu với em nhé, để em lại vui ngay, chả vui thề luôn. ok em lóc ạt ra nha mọi người, xàm liền đủ rồi. Hello anh Long, hello Thế Vũ. Ê Vũ ơi, tối nay chị à thôi, tí là mình nói chuyện riêng nhau. Ạc nào. Được. Ok. Mọi người đợi em xíu nha mọi người. Em lóc ạc ra, mẹ em ngáo rồi. Mất điện luôn rồi hả? Mấy bạn thấy mình không? Hello anh bầu. Ôi chưa chưa. Em nói chuyện hồi cái em mất tập trung ấy, em không có tập trung được. Ủa nghe bị đàn. À đây. Nó chơi vậy chứ vẫn còn bệnh ấy, vẫn còn khịt khịt mũi này, ốm ốm một chút xíu. Em vừa được. Đấy, xin giới thiệu mọi người, đây ạc nghe bị đàn ngu ngốc của em, chả có gì hết. À, đây không phải là người của admin đâu nhé mọi người. Đấy. Ok. Em lấy nốt cái set quân dụng nhé mọi người. Xong rồi em nộp quân dụng luôn nhé, trong thời gian mà mình rồi. Trong thời gian mà mình chờ chiến trường chính thì mình vào nốt cả set quân dụng nha mọi người. Đây là set không phải là của admin nhé mọi người, đừng hiểu lầm em nha. Set em vừa ấy xong á, em vừa được ông anh ổng cho ấy, không hề phải set của admin nhé, thề với các anh luôn. Tiền châu chứ thật ra tại vì á hồi nãy á em lão mỏm chào cả. Ơ hello anh lão mỏm nha, ạc nghe mi đèn ngu ngốc của em. thì nó ngu rồi, phải nó ngu thôi. Ạc này là ạc em vừa xin được set quân dụng của một anh nào đó giấu tên nhé mọi người. Vừa xin được một set quân dụng nè, em sẽ giao dịch để lấy cái set quân dụng nè, xong rồi nộp quân dụng cho mọi người luôn nhé. Bị gì ta? À chưa mở khóa. Ngáo mẹ. Nhanh, chả biết là kịp không nữa. Chắc là kịp, 20 phút lận mà. Hello anh lão mỏm nha. Đâu rồi? À. Thuộc gia quân dụng. Cảm ơn anh lão mổm nha, mình nên nói không? Cảm ơn anh lão mổm nha. Không, thật ra xét quân dụng này là chính xác là nên nói không? Thật ra xét quân dụng này chính xác là của anh lão mổm không tặng em á mọi người. Chứ đó để mọi người khỏi phải nói là người của admin được cấp cho xét quân dụng ra của anh lão mổm ấy. Nào, đây không phải là mua bán gì luôn nhé mọi người. Đây là kiểu anh em, anh tôi thích tôi nên là anh tôi không phải, xin lỗi, anh tôi mến tôi nên anh tôi donate cho tôi thôi. Mẹ sao nói lầm, nói nhầm. Hả? Nói thế là chết. Thì anh tôi mến tôi nên cho tôi xét quân dụng ấy mọi người. Ủa cái qué gì đây? Em đang ạc này là ạc nào? Ạc sai cái gì á ta? Ạc ở trên này là ạc. Từ từ mọi người, em dễ ngáo lắm. Em để hai cái màn hình to giống nhau. Để xíu em mọi người, em chỉnh lại xíu. À, lộng cộng quá. Đây, màn hình nhỏ là của yêu em 5.000. Tự dưng cái em chuyển đồ. Trời, 1.000 năm hả? Nãy giờ mình cứ yêu em 5.000. Giao dịch. Đồng ý. Ok. Từ nha mọi người. Nốt cái set quân dụng này để em đi nộp luôn nhé. Chắc là ngày mai ăn nốt set trái cây mới lên được 79 mọi người ạ.
khổ. Tại vì không kịp rồi. Hồi nãy đáng lý em định lấy cái set quân dụng trước rồi đó. Định lấy set quân dụng trước rồi đó. Nhưng mà bị lúc mà em định lấy thì nó bảo trì, nó bảo trì nên là em giờ này em mới bắt đầu giao dịch set quân dụng. Không mua bán nha mọi người, không hề có mua bán gì nha. À. Ấy da, chuyển qua chơi nghe mi đàn luôn rồi, ghê ta, ghê chứ. Ơ, tát chết vợ. Ơ, anh Long này. Ơ, thằng Vũ, suốt mày bây giờ. Đi đâu đấy, còn 150 về. Đấy, ngày mai qua đây chơi. Còn 150 vàng. 100 vàng. Ê, đầu tư khổ quá. Rồi xét này chắc là phải tốn cỡ 500 vàng mà còn có 150 vàng à mọi người ơi. Hở tí rồi suốt em vậy. Tình yêu đôi ta nay còn đâu. Ta chạy qua biển kinh trước nè. Cái gì? À mình có nên gom vàng vào hay là mua luôn mà trên livestream luôn nhỉ? Ờ em cảm ơn Lê Hoàng Hậu đã donate cho em nha. Thôi chắc mua luôn đi mọi người, để mọi người đỡ phải mất công chờ đợi. Thì à chưa. Mua chục cái bàn long bích hả? Á, à, thốn dữ ta. Chục cái nha. Chục cái. 300 kim phiếu. Nghèo còn mắc eo nữa. Thôi đi xem miệng kinh nộp trước nha mọi người. Đâu chỗ nào vậy? Đây đây đây, thương nhân thần bí nha mọi người, biện kinh nha mọi người, đây chạy vào đây nhá. Thương nhân thần bí, click vào. Thu đổi quân dụng. Rồi giống như nộp trái cây ha. Không đủ nguyên liệu, hết tiền, hết tiền. Ủa. À hết loại đây, hết loại đây, hết loại đây. Ủa. Khoáng thạch, gỗ quân dụng. À, hiểu. Giờ mỗi cái mình được 3 lần. Mỗi cái 3 lần. À. Hết vàng rồi mọi người ơi. Cho mình phải mình nên lấy hạt khác để giao dịch nha. Ở tí đợi suốt em. Em mua 4 nó vàng đi. Mua đi. À, tim tôi đau quá men. Đau lắm đấy, đừng đùa. Đau lắm đấy, thề. Thề 300 xu của tôi. Không nhưng mà vẫn không đau bằng cái việc mà bán cái thần hành mới vừa mua cho ông tạp hóa đâu. Đúng rồi. Không đau vì quá đau, thần hành tới 350 lần. Ok. À thần hành bên này rẻ hơn, thần hành bên này rẻ hơn. Xin lỗi. Lỗi. Tới nãy cái gỗ quân dụng là xong hết rồi nhỉ. Gỗ quân dụng vẫn còn được này. À. Lúa mạch. Thuốc quân dụng, thuộc gia quân dụng. Ôi má. Nhiều phết. Xin. Em cảm ơn anh lão mở mà đầu tư cho em xét quân dụng nha. Cảm ơn anh. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Tình nghĩa anh em mình thật bền lâu. Em cảm ơn anh. Hết vàng nữa rồi mọi người ơi. Hốn vậy. Thà mà anh nên mua bao nhiêu cái bây giờ. Còn 400. Hết nhạc rồi. Nhạc tôi đâu rồi. Xin miếng nhạc nào. 5 cái thôi. Mua mẹ 10 cái này. Mệt quá. Once upon a time, a miracle happened. They called them hybrids. Your kind. Ê, có ai giao dịch gì nè mọi người? Từ từ. Ê. cho vàng. Mua 300 xu 15.000 mệt đau đầu. 15. Oài. Em cảm ơn anh.
mua thuốc uống đi. Đấy là được donate rồi đấy mọi người. Nốt xếp quân dụng. À phải ăn thêm set trái cây nữa mới lên nổi. Lên 79. Em biết rồi. Chắc là ngày mai. Em cảm ơn anh nhiều nha. Hết chưa ta? Ôi còn cái này, còn cái tơ tầm này. Tơ tầm là cái nào đây? À hết vàng rồi, vàng không sao. Nốt rồi. Hay. Tuyệt vời. Đủ không? Yeah. Yeah. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ấy mọi người, tính ra tổng xếp quân dụng là chắc được 200 triệu. Mấy 30, còn 30 trái cây nữa. 30 trái cây này á. Đâu, chỗ nào, đây hả? Đục. Đâu? À, nhận được, đúng rồi, nhận được 30 trái cây ngẫu nhiên nha mọi người. Đấy á mọi người, mà 30 này nó không, của em sao nó không ngẫu nhiên. Mới ác chứ. Nhờ được 30 trái dâu, này chắc là vật khủng khóa nha, đúng không? Rồi, được hai gì quên mẹ nữa rồi. 200 triệu, 200 triệu ép cho mọi người. mấy cái bài tán này cái số mà triệu tỷ đâu này kia em không có tính được. Thề. Em biết là nó hơi nhiều đó, nhưng mà em chả nhớ được là nó là hai gì. Thôi kệ, vậy được ơi. Mê gái mà cờ lờ. Thì donate cho một xíu, người ta đang bệnh mà, đang ốm mà. Này nhớ được ăn được nguyên một set quân dụng. Có tài trợ 200k của anh Ợp Ba Thần Thánh. Với lại 200 vàng chứ gì. Với lại anh gì đâu rồi ta, rồi ta. Lão Mỡm, đúng chính xác, anh Lão Mỡm. Em cảm ơn anh Lão Mỡm và anh Ợp Ba Thần Thánh. À vui thế nhờ. À chưa kể đâu mọi người, em còn được tặng cho ba cái yêu quyết. Người chơi hãy ăn xin đấy, ăn xin cả trên stream mà lẫn ăn xin ở trên bang ăn xin trên bang, ăn xin trên livestream, ăn xin khắp nơi. Được cái ô dạ đề nè, Dương Tam Quyết tỉnh nhạ tư quyết rồi. À ăn xin được ba cái yếu quyết luôn é mà lem ấy. À ạc chảo gì hết, đúng ạc của bắp luôn á, nhưng mà được cái ăn xin tốt. À, em không dám đầu tư mua ngoại trang đâu mọi người, thấy không đấy, em mà khổ tới vậy đấy. Em mà đang cố gắng chừa tiền để build nó này, giờ nó còn ở 8k3. Ok, em đổi ạc rồi mời mọi người. Đấy mọi người, nộp quân dụng chỗ biển kinh mà chạy lại đây á, trên góc trên này, thương nhân thần bí nha. Chả biết à, sợ nó ra không? Không ra nha mọi người. Góc này, góc trên này nha. Đây chỗ em là thương nhân thần bí nha mọi người. Ok vậy nha. Em nộp quân dụng xong thì người ta được khoảng tầm khoảng 2 triệu, 200 triệu ép với lại 30 trái cây ngẫu nhiên nha, 30 trái cây ngẫu nhiên. Mà của em thì không được ngẫu nhiên cho lắm. Em xúc 30 trái dâu mẹ luôn rồi. Thôi gần tới giờ chuyến trường chính rồi, vậy mà vẫn kịp. Nhưng mà chắc là không kịp xếp trái cây. Cứ thế. Tôi đang làm gì ta? Em đang định làm gì? Mua 300 xu có 15 ngàn phải đau khổ chứ. Này nhưng mà hồi nãy được cũng được donate chứ. Hôm nay được donate 130k. Ôi trời ơi em cảm ơn các anh. Vui thế nhờ. Được donate 130k xong rồi được 200 vàng xong rồi được một set quân dụng. Ôi trời ơi. Bây giờ trái cây của tôi, dâu mẹ đủ 10 trái rồi. Rồi mận 8. Vẫn chưa đủ set trái cây, chắc là đợi ngày mai. Thiếu một ít mận. Thôi cái này từ. À đây rồi. Có mấy trái khóa. Mấy trái khóa với mấy trái không khóa. Nè đủ rồi nè. Dừa. Mẹ nhiều quá, nhìn đau đầu ấy mọi người. Nhìn chắc là kiểu gom đem hết mấy trái này ra, chả biết đủ không nữa.
vừa được 10 trái dâu là đủ dâu rồi, còn tặng thêm 30 trái dâu nữa, đúng kiểu nhân phẩm như xịt vậy. Xách trái cây này chắc là ngày mai sẽ gắn gom đủ rồi, ngày mai ăn xách trái cây lên cấp 79 ngồi luyện mật tịch cho mọi người xem lại sự nhân phẩm luyện mật tịch của em. Ngồi sẽ phải thốt lên ồ, ngồi sẽ hốt hoảng, ngồi sẽ xem cái ngày mai em sẽ luyện mật tịch cho mọi người xem. Đủ luyện 9 thì mai em sẽ liền một tịch cho mọi người xem, mọi người sẽ phải hốt lên ồ. Hay màu tóc cái vội thu hẳn, đúng rồi em, mà màu tóc này gọi là gì nhỉ, phong thủy chính xác, chính xác phong thủy. Em mà đổi ặt cái nha mọi người. Rồi xong rồi thời gian đó thì em ra lấy một ít nước uống nè, hết nước nữa rồi. Ủa nhầm. Đổi màu tóc, đổi tóc màu lúa chín chắc. Cái chắc 3 chấm, đúng rồi, đổi tóc màu lúa chín là thu hoạch nó sẽ bội thu hơn. Gặt lúa. Còn này là em để tóc màu bơ, không nhỉ? Màu này màu gì nhỉ? À màu biển xanh, đúng rồi, màu biển xanh. Màu biển xanh, màu này là màu sống bắt đầu từ gió. Ôi, cái khóe gì này? Lỗi. Bị gì đây? Đợi em tí nha, hơi lỗi game, lỗi cái giao diện, lỗi giao diện. Xin lỗi. Chắc là do máy em nó quỷ ấy. Ok. Mai mình cũng đi nhuộm xanh là mình thành tóc đôi đấy. Ok, nhuộm xanh thôi anh. Em nhuộm tóc mà em còn phải nhuộm chỗ quen đấy mọi người, để tiết kiệm được chút tiền đấy mọi người thấy không? Mọi người thấy em khổ không? Nhuộm tóc mà phải nhuộm chỗ quen đấy. Không, thật ra là em là người chơi hệ ăn xin mà, hệ xin xỏ để nhuộm tóc nhuộm chỗ quen. Xong anh nhuộm tóc anh cũng mà anh cũng khuyến mãi cho, anh cũng cho tiền nhuộm tóc nó rẻ đi nữa. Tôi lần này tôi bóc phốt bản thân mình nhiều quá. Nhờ kiểu nhìn nó hơi kiểu nó nói chung là nó hơi ngã màu chút xíu, nhìn hơi buồn cười, nhìn bỏ tai nghe nhìn giống bà già. Em đi lấy nước đã nha mọi người, đợi em tí tranh thủ kịp giờ là đây chiến trường chính nè. Ê, ôi dồi ôi.
với mọi người thấy nó bị chói không? Bị chói. Chết rồi. Chói rồi. Đỡ chói rồi. Mọi người thấy không? Mặc đồ đen là đừng ngồi vô là nó bị chói liền luôn ấy. Tại vì cái màn ở đằng sau này nó dễ chói. Bởi vậy em bảo mọi người em không có đồ khác để mặc ngoài cái đồ đen này. Toàn là phải mặc đồ trắng thôi. Mặc đồ đen nó sẽ bị chói. Chói cái mặt em đúng kiểu nó vàng vàng như là ánh sáng của đảng vậy. Thề. Mệt quá. Em vừa chạy ở ngoài chạy vô mọi người mệt quá. Chứ rồi sao cái này nó lại quấn vô trong này rồi. Thở. Mai anh cạo đầu để dành tiền xà phòng donate cho em nha. Em cảm ơn anh. Sao không chơi cái bang cho hợp. Cho hợp cạc. Tôi chơi cái bang. Đầu bị sâu bạc lá. Em cảm ơn anh hợp ba đã cho em nhờ 200 vàng nhá. Cảm ơn anh đã donate cho anh thầy em 200 vàng. Ánh sáng của đảng đúng rồi. Hồi nãy mọi người thấy không? Nãy anh thấy không? Em vừa vào cái mặt em vàng lên như này. Nhưng mà kiểu ánh sáng của đảng. Mặt trời chân lý chói qua tim đấy. Ừ. Ê, 13 phút rồi, 13 phút rồi. Từ từ mọi người. Ê, thời gian nãy giờ em điệu á. Gần tới vô chiến trường chính rồi. Vô. Ta hãy dịch chuyển qua bên khu vực hồi sinh của bên Tống nãy nha mọi người. Ok. Lão Mỡn chào cả. Hello anh Lão Mỡn. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh đã donate cho em một set quân dụng. Ở đây chắc có nhiều ông ganh tị lắm. Nhưng mà đâu được. Nhưng mà khó lắm các anh ạ. Vì ganh tị thôi chứ làm sao bây giờ. Được, vừa được donate này. Vừa được donate set quân dụng này. Vừa được donate 200 vàng này. Đấy. Trời ơi cuộc đời còn gì đẹp bằng. Không có 200 vàng của anh là em phải tốn thêm xin lỗi nhầm ạ. Thêm xu của em để em mua bàn long bích nữa đấy. Khổ lắm. Anh sẽ ngáo đá. Suốt anh nhờ em suốt anh nhờ. Này em không có thích kiếm chuyện nhờ. Không được kiếm chuyện nha. À khoan từ từ. Phong khởi chi lan. Phong khởi chi lan là Thịnh hả ta? Thịnh, hello Thịnh. Thịnh ơi, cơm bát Thịnh ơi. Giấu tên mà. Thì hồi nãy có người nói rồi. Em đâu biết đâu. Nãy em bảo là tại vì tình anh em mình bệnh lâu đấy anh. Kiểu anh mến em đấy nên anh donate cho em sách quân dụng. Tại vì ngày nào anh cảm thấy em bệnh này, em ốm yếu này. Hôm qua em còn bệnh, em dậy không nổi, em mệt dream luôn này. Nên là anh donate sách quân dụng cho em để lấy tinh thần, ủng hộ tinh thần để em hết bệnh đúng không luôn. Đây, em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Bên Tống hiện tại là chuẩn bị cũng rất là đông nha mọi người. Em hy vọng là tối hôm nay em đang rất là hồi hộp trông chờ vào cái kết quả của chiến trường tối ngày hôm nay. Thề ngày nào mà đi chiến trường á, buổi trưa thì nó sẽ không hồi hộp nhiều như buổi tối. Tại vì đa số là buổi trưa các anh sẽ bận đi làm các kiểu. Nhiều người sẽ bận đi làm. Còn buổi tối là cái buổi mà lúc nào cũng trông chờ, lúc nào cũng đi chiến trường, lúc nào cũng hồi hộp đấy. Thề lúc nào cũng rất là hồi hộp. Hy vọng tối nay sẽ có một kết quả gì đó tốt tốt cho bên Tấu nha mọi người. Em ủng hộ tinh thần các anh. Anh ợp ba này. Anh ống mỏm này. Tất cả mọi người đang xem livestream của em mà có đi Tấu này các anh cố lên nhé. Còn bên Liêu thì gán nhẹ nhẹ tay xíu rồi. Chứ thật ra là mình vẫn là khi mà mình cầm mặt cạc cạc này mình vẫn là fan trung lập nhé mọi người. Khi nào em cầm mặt của em thì em mới là bên Tống nhé. Còn hiện tại đang cầm mặt GM thì chắc là vẫn là fan trung lập nhé. Nên là đôi khi là sẽ có một số câu nói dạng nó bị ba phải chút xíu đó, nhưng mà đó là vì chiều lòng tất cả các anh bên Tống lẫn bên Liêu nên mình phải như thế nhé mọi người. Em mà nói trước để chặn đầu mọi người, để mọi người khỏi nói em ba phải. Từ xưa qua đây tàn gặp cạc. Hello anh Nguyễn Chí Tân nha. Nào anh đau mỏm nha. Nào anh. Ở bên này còn Nguyệt nữa mà, đâu phải mình em không đâu. Anh hâm à. Ở đây còn Nguyệt nữa chứ. 16 phút rồi nha mọi người. Tấm bắt đầu di chuyển ra chiến trường nha. Hôm nay vẫn là nội gián cho bên Tống nên mình sẽ xem Liêu. Nhưng mà em đùa vậy thôi chứ tại vì em để delay lắm. Nên các anh cũng có làm gì cũng chả sợ đâu. Với lại em sẽ di chuyển em sẽ cố gắng di chuyển nhiều một tí xíu để đỡ phải lộ vị trí của các anh nha. Đi lộn đường mẹ ơi. Đi lộn đường rồi. Mình phải lên tiền danh. Xong mình từ.
Ôi sao anh Tống lạc lội, có một anh Tống lạc lội bên này nha. Đây đây đây, ôi thêm chuyện của Tống. Ở đây có cloud nữa này, cloud này chắc là án mây cuối trời. Hai thêm chuyện đang tính solo kill với nhau hay gì đây, hay gì đây không, nhưng mà anh này quyết định đi về rồi nhá. Tại vì nãy hình như anh lỡ chân, anh lỡ bước chân qua vùng đất của Minh Liêu, nhưng mà anh quyết định là đi về rồi, chắc là không được đâu, quá đam lắm mọi người. Anh đánh hết mình, anh chơi khô máu, dù có vào dầu sôi được bỏ anh cũng cố với em. Em cảm ơn anh, cố lên. Cạc like cộng Tống thắng bằng lại mua cho cạc bim bim. Này nhá các anh Tống, cố lên anh ơi. Em thấy là có, chúng ta có gì nhờ, sự một câu nói của anh Hoàng Việt này. Nếu mà Tống thắng thì em sẽ được donate bim bim đấy mọi người. Và nếu như mà Tống thắng tối đêm nay thì chắc là có lẽ là đêm chiến trường buổi tối đầu tiên mà Tống thắng, em nghĩ vậy. Tại vì hình như là không phải em nghĩ vậy mà kết quả đó là như vậy. Tống đã thắng hai chiến trường buổi trưa nha mọi người, còn buổi tối thì chưa được, vẫn chưa thắng nhá. Đầu tiên mình đang đứng ở dòng ở chỗ chính giữa luôn. Dòng gì chính giữa luôn nha mọi người. Hôm nay là Tống đẩy khá là cao và anh Mập Đoàn Thánh đang nằm xuống rồi. Anh ơi đừng xem livestream nữa, cứ tập trung chơi game đi anh. Để em còn lấy ít bim bim của anh Hoàng Việt về nữa. Anh em ta cố lên, ta hãy cùng nhau lấy bim bim của anh Hoàng Việt. Rồi người chơi Nhật Cường nằm xuống nha. Người chơi Nhật Cường hình như là vào sâu vào nhầm đất rồi hay sao á. Rồi thích chỉ thi. Ôi có cả Lãnh Lăng này mọi người, Lãnh Lăng này cực kỳ khó chịu luôn, các cái hiệu ứng ấy. Rồi chết hết một người nhưng mà dắt thi về. Một con Hải Kỳ Lân, một con Lãnh Hương, một con Hải Kỳ Lân và con Lãnh Hương Lăng. Khó chịu. Ôi ông này công, ông này cầm thi bằng kim công vòng 2 à, nên chạy lên vòng 1 chút xíu không ta. Hôm nay delay của em vẫn là 22 giây nha mọi người, nên là có thể là em sẽ trả lời bình luận của mọi người chậm đi một tí. Một phát đem mọi người chơi Tây Quy Minh và chết cũng nhiều người bên này ấy, chắc là được khoảng 5 người hoặc 6 người gì đó. Ok. Ơ thế hôm nay ạc của em mà không đi được ạc nào luôn hả anh? Trời, hôm nay tôi bỏ một cái chiến trường chính rồi mọi người ơi. Hôm nay tôi bỏ chiến trường chính rồi mọi người ơi. Ê buồn quá. Không sao. Để em phải cầm ạc GM ý mọi người, nó đâu có tay cầm chiến trường chính đâu. Em có bạc. Hoặc như cùng một cạc ngay bị kiếm, một ngay bị đàn, nhưng mà tầm này rồi cho về quê hết rồi. Ok, điệt nhau nhau. Khoan từ từ. Mọi người đợi em tí nhé, mọi người đợi em một chút xíu nhé mọi người, chỉ một chút xíu thôi. Em có tí việc mọi người, đợi anh nhanh lắm nha mọi người. Xong rồi chắc em bóc. À thôi được rồi, khỏi nha. Ok, tiếp tục nha mọi người. Đầu tiên là em thấy là nãy giờ mình trong thời gian mình nghỉ ngơi chút xíu là bên nghe mi đàn của Campuchino bắt đầu mở combat lên nha mọi người. Đằng sau đó là có người chơi chùm bắn tỉa, cưỡi con gì đây, cưỡi con này làm gì đây. Hay chắc là đi nhầm đường, tưởng bên mình vẫn là anh giang hồ với mọi người, giang hồ Campuchino, những cái tên rất là quen thuộc khi trong cái chiến trường phụ hồi nãy nha mọi người. Đây trên này là có thánh bổng này. Để các anh bắt đầu công lên rồi. Hồi nãy là đẩy lên được chính giữa, nhưng mà bây giờ hiện tại là thế đang nghiêng về bên dòng 2 của bên Tống nha mọi người. À thì đúng rồi, Lưu Công dòng 2 của Tống. À, em lên dòng 1 xem chút xíu nha mọi người ơi. Hiện tại là dòng 2 để em xem vàng dương cung, 5 dương cung bên này, bên góc này nữa. Chắc là vẫn thủ được. Dòng 2 tầm này chắc là vẫn thủ được, nhưng mà lên dòng 1 xem chút xíu nha mọi người. Anh đánh hết mình, anh chơi không áo. Ok mọi người đang xem livestream cho em xin một like nhé mọi người ơi. Ôi trên góc này sao có cả. Hình như mình đi lên tới rồi, đúng rồi, lên tới dòng 1 rồi. Hiện tại Tống đang giữa một cao nha mọi người.
một ở tết trên này luôn, ở rào trên này luôn. Ok, và phải là anh ở ba thần thánh nha mọi người, đằng sau có đó thích thông chốt và người chơi cái gì vậy, cùi bắp hả? Cùi bắp chiên bơ. Cùi bắp chiên bơ, đặt tên đáng yêu thế nha. Rồi thần thương võ lâm thì bị kẹt lại góc này, chắc chắn là nằm xuống rồi chứ làm gì bây giờ. Tao này mà cởi con báo đen đi đâu đấy, đi chơi à? À ok rồi. Hot boy sớm liều, hot boy sớm liều, hình như là liều thật sự, đúng như cái tên anh đặt, hot boy sớm liều nha mọi người. Và Dư thương hot boy sớm liều đang một mình cân 5, cân 6 người gì đó trong này à. Hiện tại máu anh đang chứng tỏ độ rất là trâu nha mọi người. Đây. Nhưng mà chắc là máu, chắc là tầm này không ăn máu là chết rồi. Trời ơi, anh tưởng là mọi người sẽ không đánh được anh nên anh quyết định là anh không ăn máu và anh nằm xuống. Bởi vì có một quyết định sai lầm của bản thân mình mà anh chết. Mấy ông này làm gì nhờ? Mấy ông này làm gì đây? Hả? Người chơi Minh hình như là định vào ít đam nhưng mà bị phát hiện rồi. Đang đi nửa đường thì áo tràng tàng hình bị rách nên bị phát hiện. Việt Nhân Hậu. Đặt tên khó hiểu đấy. Lại là một Dương Nhân Thương nha mọi người. Các anh Dương Nhân Thương tầm này máu lắm mọi người ạ. Tại vì đầu server mà nên các anh biết là tầm sức mạnh của mình ở đâu nên các anh rất là máu, các anh vào hẳn chủ địch luôn này. Thôi, giết Nga Mi kiếm. Sao lại giết Nga Mi kiếm mà chạy ra? Dân chơi sao lại làm thế? Nick anh tên Vincero, thấy thì soi tí cho ai nhé. Ok anh. Nick anh là nick phái gì? Cho em dễ nhìn hơn. Nick anh là nick phái gì? Bên Tống đúng không? Chắc em nghĩ là bên Tống rồi. Anh em mình mà. Anh mà nói bên Liêu em khỏi xem được. Đây. Thiếm quyền Vincero nha mọi người. Và đồ đạc thì Tử quan chiến hả? Một cái nhẫn Thái Hương Huyền Thạch. Cái gì? Tự quan 8x nha mọi người. Mỗi nhẫn Thái Hương Huyền Thạch sát thương tăng 30%, sinh lực tăng 4%. Bao tay găng này là ngoại công tăng 2, nội công tăng 2, chính xác tăng 28 mà. Thái Hương Trịnh Quán Chi, nhẫn Trịnh Quán Chi. Ủa? Bao tay Trịnh Quán Chi. Mẹ từ từ. Thái Hương Huyền Thạch tăng sát thương trên sinh lực 4%. Cái đây là cái nhẫn đằng giao bích. Đây là nhẫn phượng tường nha mọi người. Mật tịch 3/3 chính thành, công kích nội công chủ động tăng 87%, ép được ba cái vô ảnh vân vân với lại ca diệp. Ok anh. Hả? Em nghĩ là anh nên đầu tư thêm cái bao tay nữa hả? Ok nhất rồi đấy. Soi đánh nhau á? Soi đánh nhau hả? Tưởng là soi đồ. Không, thật ra đồ đó cũng ổn rồi. Đồ đó thêm cái bao tay nữa, ngon rồi. Thêm bao tay nữa ngon rồi. Kén đầu tư thêm cái bao tay nữa. Nãy em thấy ông kia bao tay cũng ngon phết. Ông vừa soi qua hồi nãy rồi. Rồi ông này chơi thử thôi. Vừa lên mẹ dính mấy cái tối kim xong rồi dính thêm một cái cái này kêu là quỳ quên mất tiêu luôn rồi. Ê 55 của đúng rồi, 55 của vợ đang kiếm. Dính thêm cái 55 vợ đang kiếm mọi người. Tầm đặt đúng góc này luôn, khó chịu nha. Ông nào đây? Cappuccino hiện tại đang chọn góc là ngồi ở đây nha mọi người. Và đây có Nga Mi đèn trên góc trên này. Và hát cái 55 đúng khó chịu luôn á. Tôi phải đi chỗ khác, tôi ghét cái 55 này quá. Authentic, Nga Mi đèn Cappuccino lên cao chút xíu nha mọi người. Cùng đó là Nga Mi đèn Authentic cũng đang định chọn chỗ ngồi nhưng mà Authentic bị loạn rồi nha mọi người. Nga Mi đèn Real. Em chả biết đọc tiếng Anh mà mấy bài này cứ đọc tiếng Anh khó chịu thật sự luôn. Mỗi 55 rất là đẹp nhưng mà không kịp để lấy mạng của hai người chơi kia và hai người đó đã chạy về được rồi nhé. Cappuccino với lại người chơi Real, Nga Mi đèn Real này vẫn ngồi bên trên góc trên rào này để đàn nha mọi người. Vậy thôi, nghỉ donate một thời gian á. Sao vậy? Nào em soi đồ vậy, đúng rồi, đây tới ổng lại xuất hiện trên màn của em này. Vừa có pha bát chết ba người đầu gấu Cappuccino này, đầu cắt môi nè anh đấy. Hay chưa, chúc mừng anh Vincenzo. Đấy em lại soi được một pha vát hay như vậy mà, đúng không? Đúng rồi mọi người. Đồ đạc thì cũng ngon mà, đồ đạc ngon mà, em khen nha, em có chơi đâu thiếu mỗi bao tay, thêm bao tay xịn cái nữa được rồi. Trời lắm, khó lắm em mới khen được vậy.
em toàn xôi qua đồ xong em không nói câu nào không đó, trước giờ là vậy đó. Và pha tiếp theo là pha vác của người chơi tập chơi thiếu nguyên nha mọi người, và cũng chết, hình như là chết hai người, và anh cũng đã trả giá cho cái sự vác đó của mình khi mà dám qua bên quân Tống làm như thế. Không được, tại ở đây nơi chiến trường mà rảnh tay một chút xíu mọi người, hoặc là đang chết hay gì đó. thì cho em xin một điểm chiến trường xem như thế nào nha mọi người. Người chơi Authentic mặc dù bạn bè đằng sau là mất hết rồi nhưng mà vẫn ngồi đây đàn nha. Người chơi nghe mi đàn, đúng là nghe mi đàn real, khác hẳn với lại các cái phát với lại rap 1-1 cái kiểu nha mọi người. Đúng rồi, người chơi này là nghe mi đàn real thề. Còn thiếu lâm trượng khét gì đó thì nè bị lại tiếp tục bị giữ lại. Thiên la ông nào văng liên tục luôn. Ờ văng cả tôi, dính cả trong này luôn. hay đấy. Rồi vừa có một pha tái kim giết chết người chơi bên Tống rồi, em chả nhìn thấy là của ai nữa. Lúc này thì Quen Lucy, trời mấy ông thì toàn đặt tiếng Anh không. Quen Lucy nè. Dương Gia Thương Quen Lucy định mở cái bát nhưng mà anh đã nhìn như là vào nhầm sai chỗ rồi sao. Anh chết rất là nhanh luôn, mặc dù trâu nhưng mà chết nhanh quá nhỉ. Nhất Diệp Chi Thu. Ê Diệp Thu, người chơi Diệp Thu à, có cả Diệp Thu trong này nữa. Diệp Thu của toàn chức cao thủ. Người chơi hãy nốt. Ôi, người chơi hãy nốt quyết định cắn máu nha mọi người. Pha này là phải cắn máu rồi, không cắn máu là chết. Hên đấy, hên là tay nhanh hơn não, cắn kịp máu á. Rồi, đang hình như là anh này đừng chuẩn bị vào để đam nè, nhưng mà cuối cùng là bay ra rồi. Lại bay ra, lại một lần nữa đam hụt. Hồi nãy giờ hai lần rồi đấy, khổ ghê. Trúc Lâm cũng tiếp tục là nói gót của người chơi bạn bên Liêu. Mình cũng chứng tỏ là mình không thua gì người chơi bên Liêu nha. Người chơi bên Liêu thì ít đam hụt, mình cũng ít đam hụt theo. Nghe mấy đàn Riêu lại tiếp tục ngã xuống nha mọi người. Nhưng mà rất là xung phong, mặc dù là đồng đội không có đằng sau nhưng mà cô vẫn ngồi đây cô đàn. Thật ra góp chút bản nhạc vui cho chiến trường này nó hấp dẫn tí xíu thôi chứ chả gì. Bao tay đắt thế thì chả nghỉ một thời gian. Thôi thế thôi, khỏi bi bao tay nè. Em cảm giác tầm đó là tầm đồ của anh là nó ngon rồi đấy. Đúng rồi, hồi nãy hình như em nói sai, ai nhập em hay sao á. Đúng rồi, ai dựa em. Đồ nó là đồ cực kỳ ngon rồi, mình không cần build thêm đồ đâu anh ạ. Em nghĩ là tiền đó mình tiền mà để build đồ mình để lên là để đóng góp cho chút xíu nhỏ nhỏ. Ừ, không cần build đồ đâu, đồ đó là đồ ngon rồi, đồ mạnh nhất server rồi anh à. Ok được rồi, khỏi build nữa. Đúng rồi, cái bao tay đó, bao tay ngon rồi. Đúng rồi, chính xác. Anh chỉ cần cầm bao tay đó thôi, thêm tiếp sức mạnh của em nè. Đấy, sức mạnh của em tiếp thêm cho anh là cực kỳ mạnh. Này, ông thêm đau kệ ra cái cầm cái đau ra chết queo luôn vậy. Chết kiểu không biết lý do tại sao mình chết luôn. Đây, anh cứ giữ bao tay đó đi, em sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cái bao tay của anh nhá. Cà phê đen. Rồi cà phê đen ở sau có support thêm mấy anh Dương Gia Cung support nữa. Để làm được gì không? Chơi luôn anh, đằng sau mình có đồng đội mà. Rồi dính một cái tói kim. Bị làm chậm mà anh phải lùi về. Không nhưng mà anh ăn máu rồi. Lại cắn một cái máu rồi mọi người. Tiếp tục quyết định là xong lên rồi. Bên góc này thì có up 3, người chơi up 3 của chúng ta vừa càng quét. Cùng với cà phê đen tiếp tục nhận trách nhiệm của người chơi up 3 lên đây để càng quét 2 game đèn nha mọi người. 20 đèn bắt đầu tháo chạy rồi nhá. Đằng sau của cà phê đen thì có cả người chơi y kệ. Những cái tên thật khó hiểu. FBI vô tình. Dạ. À không phải công được mọi người. Công kiểu nói chung là ở trên này có nè, có Dương Gia Cung này. Rất là đông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khiếp. Nhiều lắm, rất là nhiều Dương Gia Cung đang set up ở trên này rồi. Công lên kiểu công cũng hơi khó. Với lại Nga Mi Đàn này. Đông lắm. Đông. Chưa được đâu. Có thể là dẹp loạn được một góc Nga Mi Đàn ở dưới này là ổn thôi. Chứ thật ra nếu mà muốn công lên thì vẫn chưa công được. Tại vì ở trên kia thủ set up một dàn thủ rất là đông. Ê, hình như một phái đam của ai đó mình bị không phải ông này, chả biết ông nào nữa. Mình khá là thấy bên Liêu lên bảng khá là nhiều nhưng mà chả biết là của ông nào nè. Mấy ông này hay kiểu lạnh lùng mọi người, lạnh lùng giấu mặt ấy, làm những cái pha mà kiểu không cần cho ai biết hết á. Đấy, đầu cắt môi và vừa vào định vác ra nhưng mà chắc là không có kết quả gì nên là chạy về rồi. Đường môn nào đó, mình thấy chắc là đường môn nãy giờ thiên la của ông đường môn này á. Đây. Ôi, cái qué gì đây? Phần thưởng gì vậy mọi người? Lắc chắc là lắc rồi. Cái này giống như phần thưởng của cái ải ha. Mở miễn phí. Đó, đồ tặng rồi, đồ tặng kiếm.
Cũng xem cũng biết đó chứ. Trời ơi, đâu biết cái gì đâu. Em không biết, em nghĩ là bao tay đó là ngon rồi, thề. À không, không phải thề, hứa với anh luôn, bao tay đó là ngon rồi. Lại nói đầu môi, ai ơi chốc lưỡi đầu môi. Cô giáo mầm non Hà bảo là người chơi y khệnh và người chơi cà phê đen nha mọi người. Cặp đôi song sát, cặp đôi này của định hành hành xác cô giáo mầm non, nhưng mà hai người đó đã lùi về bỏ mặt lại cho người chơi. Hai sót hai ben, hai sót hai ben, hai sót hai ben có về được không, trong tình huống này có về được không? Rồi tiếp tục là hút nát chim là lên thay 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 thế vào vị trí của hai sót hai ben nha mọi người. Mấy ông này làm buồn cười. A à, tập ném cà sa, em nghĩ là phát đem hồi nãy là của ông tập ném cà sa rồi, tại vì ông nó xuất hiện từ ở trên này, từ trên góc trên đi xuống. Ơ cái ông này tên gì đây, kiếp gì đó mà có một va vác chết dương cung một bên liêu nhé mọi người. Em thấy di chuyển bắt đầu hợp lý rồi, nên Triệu Vân bỏ mạng lại rồi. Buồn anh Triệu Vân, anh Triệu Vân này có tham gia PK của em này. Cô ba sứ quản, cô ba sứ quản xong xa máu thế, cô ba sứ quản máu thật sự luôn ấy mọi người. Ăn máu phải ăn máu thôi, không ăn máu là chết. Đúng rồi, cắn bình máu vào rồi nhưng mà chắc là không kịp, tại vì đam bên kia to quá, có nhiều người dồn đam quá nên là một bình máu không có thay đổi được kết quả mọi người ạ. Một pha 55 chết người chơi Trần Nguyên nha, này chắc là kiểu chó ngáp phải rùi hay sao, hay là ổng kéo map ổng xem. À anh thích mùa xuân, không anh thích mùa xuân này là kỹ năng. Đây pha 55 của anh thích mùa xuân, đây là pha 55 toàn bộ dựa vào kỹ năng nhé mọi người nha. Anh Quốc Anh đúng không, anh Quốc Anh, anh thấy em nói đúng không? Ha, đúng không anh Min? Đây khét y khét mà định vào làm phái đam nha, mà y khét quyết định là hình như là cảm giác mình đi đúng người sai thời điểm nha. Y khét lùi về và chọn một thời điểm khác để đi vào sau nhé. Rồi tiếp tục là người chơi nghe mi đàn riêu vẫn là ngồi đây gửi thú bay thẳng vào chỗ này và ngồi đàn làm chậm, làm đứng nghiêng các kiểu của bên tấu, nhưng mà rất cực kỳ khó chịu luôn ấy. Đằng sau thì có thêm cả người chơi điệt nhau cái đéo gì á, à xin lỗi, điệt nhau cái qué gì á đang ông này đặt tên là hại tôi nói bậy theo luôn ấy, thiệt buồn. Xin lỗi em không muốn à mọi người nghe những câu văn tục của em mà, tại vì em lỡ miệng. Nhất diệp chi thu cao thủ, tàn chức cao thủ. Hai dương thương nhé mọi người, một ông địch nhau và một ông nhất diệp chi thu đang lên đây chuẩn bị mở. Em chẳng biết để làm gì, chắc là mở combat hoặc là giết người đồ này kia cho vui thôi, nhưng mà như là không làm được. Đằng sau là có cả Thiếu Lâm Quyền các kiểu, hai ông Thiếu Lâm Quyền nữa nha mọi người. Sen với người đẹp không. Mẫu ghê à, khoan, để mình phải lên vòng 1 mình coi nữa chứ. Coi một bên không được, mình phải lên vòng 1 mình coi nữa nha mọi người. Hình như là, à đánh nhau bắt đầu từ ở dưới này luôn này. Mọi người thấy không, từ ở dưới vòng 2 dưới này, đánh trên rào trên này luôn. Đấy, rào này là hình như là, à hồi nãy mình vừa xuống dưới một chút xíu thì bên liêu là đẩy lên cao hơn rồi nha mọi người. Hồi nãy mình thằng mọi người thấy đấy, Tống đứng dưới này, bây giờ Tống bắt đầu dời lên trên này chút xíu rồi. Không biết là Hải đang đi chiến trường văn tục trên stream nào. Anh DTV, anh em mình là người một nhà mà, mọi người đã quên đi chuyện đó rồi, anh đừng nhắc lại nữa mọi người, ở đây không ai nhớ gì đâu. Thích thông chốt. Bỗng dưng tím mắt lên định làm gì đây, bỗng dưng tím mắt ăn cái 55 chết luôn. Hay. Ấy anh Vin, à mình không thấy nha mọi người, mình không thấy anh Vin gì đó nằm xuống nha, không hề thấy anh Vin tôi. Anh Vin tôi vừa donate 100k đấy mọi người, đừng đùa. Ôi không lãi xịt rồi, e khổ thế, sao không để thêm mục tiêu tí xíu nữa. Ông này nãy giờ donate xịt 3 cái à, mà ủa làm, xin lỗi, ở ít đam xịt 3 cái à. Anh này lần trước là có trong top chiến trường luôn nhé mọi người, những phát đam của ổng đúng kiểu ông top 1 chiến trường luôn á, top 1 chiến trường của 2 ngày trước, 2 ngày em soi ấy, top 1 chiến trường buổi tối luôn ấy. Đồ tân thủ 4/4, Ngọc tân thủ. Nói chung em cũng chả biết sao mà ổng đợt trước ổng làm ổng lụm cái top 1 chiến trường luôn á, ghê quá. Ôi trong thời gian đó thì Liêu đã công lên cao rồi mọi người. Trời ơi, lũng vòng 1 rồi, Tống ơi. Tống đâu rồi. Trời ơi, nãy giờ mình lo xàm không rồi. Chết rồi, tầm điểm này là mình không thể lụm được cái bim của anh Vin của chúng ta rồi mọi người ơi. Trời ơi, Tống phải quy động lực lượng về đây mới được, Tống ơi. À mặc dù delay nãy giờ mình hên là mình chạy qua đây sớm đấy. Tống ơi, động lực lượng về vòng 1 rồi, Tống ơi. À, đây.
đầu gấu, đầu gấu, đầu gấu tiếp tục. Bông lan đảo hải á, kiểu với mọi người. Ông nhìn khó chịu vậy liền. Rồi và pha cảnh quét của một ST đại ca vừa giết chết nguyên đại ca nha mọi người. Hai ông này đại ca chắc là chịu. Thế giới này chỉ tồn tại một đại ca thôi. Nếu mà tôi là đại ca thì bạn không thể nào được là đại ca. Nên bạn phải nằm xuống để trả giá cho chuyện bạn muốn làm đại ca. lại đứng top nằm xuống. Chết thôi, bên tống bị càng quá mọi người ơi. Hot boy sớm lèo, nhưng mà bên góc này thì hot boy sớm lèo bị bắt lại và cắn cho mình một bình máu nhé. Tiếp theo sau đó là người chơi Nhật Cường và người chơi đầu gấu. Lên support hỗ trợ cho bạn. Đấy. Phú hổ này ăn cho mình một bình máu rồi lên cao định ít đam, nhưng mà hình như là ít đam xịt rồi nó lùi về. Nghe mi kiếm chỉ thi, chỉ mà nghe mi kiếm mới khó chịu. Trời ơi. Một nông dân chân thành chất phát, không có chiêu để đánh lại, chỉ có thể chạy thôi. Một con bắt lục lâm. Ủa một à, Xin lỗi. Một con lãnh hương lăng cực kỳ khó chịu đang hiện tại ông kia đang dẫn dắt là lãnh hương lăng ở đây nha mọi người. Còn lại hai bắt lục lâm của anh ở ba thần thánh cũng đi lên này. Ủa thủ dòng một thôi, cố lên các anh Tống ơi. Em đang rất là trông chờ vào kết quả của tối đêm nay nha, tại vì hôm nay em không có nhận được điểm chiến trường mọi người ạ. Nên là cũng không biết là hai bên điểm đang như thế nào rồi. Chắc là các anh cũng đánh nhau rất là gay gắt nên mình cũng không hỏi được điểm, mà hôm nay không hỏi được điểm đâu mọi người. Hai bên gay gắt lắm. Với lại ạc của em hôm nay em cũng không có treo chiến trường rồi. Nghe mi đàn của em ấy không có treo chiến trường nên là em cũng không có coi điểm được nên mọi người thông cảm nhé. Số điểm số thì mà mình đợi tí nữa hết chiến trường em sẽ hỏi điểm lại sau nhé mọi người. Hiện tại Liêu đang Tống đang huy động người về thủ rồi nha mọi người. Thủ lên tới rào trên này rồi, hy vọng là sẽ gỡ gạt được tí gì đó nha. Ăn 55 rồi, chết rồi. Thêm mấy cái vác nữa. Ôi tim thôi. Như coi một trận bóng đá vậy. Thề. Hồi hộp ấy mọi người, cái cảm giác hồi hộp ấy. Tiki Lazada vẫn là người chơi Tiki Lazada trên rào này nha mọi người, trên màu cao nhé. Mọi người chơi Bích Huyền. Những cái tên rất là quen thuộc. FBI Sunny nằm xuống á. Thương béo cố lên ít đam. Ôi còn hai mạng nữa là chết hết rồi. Hay anh ơi. Đấy, mấy người tên thương em bảo là mấy người tên thương đánh nhau ghê lắm. Mấy người tên thương là tầm này là BK kiểu BK á mọi người, kiểu xịn sò lắm. Vừa anh thương này chắc chắn là đẹp trai này, xua kèo với mấy ông luôn. Đây từ cái pha ít đam của anh thương là mọi người đang có một cái gốc để mở combat đẩy lên nha mọi người. Tống bắt đầu đẩy lên được này, hay quá anh thương ơi. Ôi trời ơi, tên thương đúng là đánh hay thiệt chứ. Khả năng trời ban đấy mọi người. Từ cái tên nói lên tất cả đấy mọi người biết không? Các anh biết không? Nghe mi đàn à, nghe mi đàn Real lại lên đây. Trời, đi đâu gặp nghe mi đàn Real hết. Nghe mi đàn Real mà một mình xông pha ở trên này nha mọi người ơi. Tại vì kiểu làm loạn cho team ở đằng sau ấy. Đằng sau thì có vô danh với lại địt nhau với lại đít nhau. Ừ, với lại bún đậu tương ớt này. Mọi đang xem live cho em xin một like nhé mọi người. Đang xem live stream cho em xin một like nhé. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và còn 20 phút nữa chúng ta kết thúc cái chiến trường này nhé. Rất là hồi hộp chờ đợi. Lũng hơi sâu rồi nhé. Đây có hai bắt lục lâm này. Đi ngay chỗ ngay chỗ hai thiên hoàng kim của anh N3 luôn. Ôi trời ơi. Đùa nhà chùa. Đùa anh tôi. Hai, ba. Ba ông dưa thương đang tổ chức đẩy combat lên trên này nhé. Quét. Chết hai ông rồi còn một ông. Tiki Lada cũng lên đây. Tiki Lada và người chơi nghe mi đèn âm đạo. Nghe mi đèn bốc mùi. Ông kia ổng tên là Đít Nhau ấy anh à. Ông kia tên của ổng á. Tên của ổng ấy chứ không phải là em Văn Tục đâu. Tên đó là tên của ổng ấy. Thì có mấy ông này đặt tên kiểu khó chịu ấy. Ông đặt tên âm đạo, ông đặt tên Đít Nhau. Ông đặt tên cũng cứ tí hon. Ôi trời ơi. Mấy hôm nay đặt tên thề đúng buồn cười luôn á. Nhiều khi mình muốn đọc lên mà mình cũng không dám đọc nữa. Bên gì bên Liêu hình như cũng biết là bên Tống đang kéo người lên à. Bên Liêu cũng kéo người lên để đẩy xuống nha mọi người. Như bên Liêu cũng đang tiến công lại rồi đấy. Gặp cụ thương nữ này chỉ có chỉ nói là hay. Đúng rồi, hay. Tên thương là chắc chắn phải hay rồi. Chắc chắn hay với lại còn phải đẹp trai nữa. Thề anh này chắc chắn đẹp trai. Em bị sổ mũi lắm mọi người, nãy quên lấy khăn giấy vô rồi. Ôi khó chịu thế nhỉ. Lỗi mọi người. Quá xì quá. Quá xì thật sự luôn ấy.
Tikirada đang bị chỉ thi vô mặt rồi nha mọi người ơi. Tikirada vừa bằng cắn cho mình một cái củ chuyện luôn hay sao, hình như là ăn củ chuyện luôn, em thấy máu lên rất là nhanh, cắn củ chuyện luôn. Tiếp theo để nói gót người chơi Tikirada thì có người chơi nghe mi đàn real. Thôi thôi xong, sốt ho không em? Không anh ơi, có bị mà bị nóng trong người thôi, không có sốt ho nhá, không có bệnh đâu. Tối ngày ở nhà không đi cách ly một phát đêm của người chơi khét, đúng thật sự khét, khét đấy, khét đấy. Quét đúng chỗ này, chỗ này là chỗ đam đẹp nhất luôn mọi người. Lần trước mình có thấy là người chơi anh máu lờ đó mọi người, máu liền đi đúng không anh, à không anh xàm liền, anh xàm liền FBI xàm liền đó mọi người, cũng vừa làm một pha đam gần hai hôm trước ngay đúng cái góc này luôn nè, đúng góc này đam ngon, vừa chui vô cái đêm địch đứng một đống ba nghe mi đàn luôn, ba nghe mi đàn luôn, thêm cả hồi nãy bên kia nữa, tên này đến tên khác luôn á, đông nghe mi đàn phết nha. Rồi người chơi hai người kia đã bỏ về, bỏ lại người chơi musician gì đó rồi không biết hả. Nhưng mà cô này cũng không thèm chạy về luôn nhé mọi người, cô không thèm chạy về luôn, cô vẫn tiếp tục. À dính hiệu ứng, dính hiệu ứng không chạy về được. Nè ông này tên đít nhau nè, thấy chưa ông này nè, đây ông chết luôn rồi nè, đấy xác ông đó. À, tôi bệnh quá mọi người, không sao không sao. Với số tiền donate này của mọi người em sẽ cầm đi, em sẽ cầm để mua thuốc, xong rồi mua thêm một số trái cây để tẩm bổ cho bản thân mình, trong khi thích trong chốt nằm xuống nha. Người chơi Trúc Lâm trắng máu rồi, Trúc Lâm không biết là có về được hay không. Đồng đội hỗ trợ cái 55 với lại một số đồng đội đi lên bảo kê Trúc Lâm về được pha đó, kiểu thoát tim đúng không mọi người, thoát tim. Hay dạy nhạc, hay dạy nhạc Tiki Lazada, hay đây hay đây. Còn 15 phút chiến trường cuối cùng nha mọi người ơi. Và đây đang định lên ít đam này, em ba chương. Nhưng mà chạy về ơi, hay quá anh ơi, thề anh nộp bao tôi. Đúng họ ba thật sự luôn ấy. Mấy ông nào định lên cái dí hai con thi hoàng kim vô mặt cái chạy về luôn thề. Hết bôi sớm liều, hết bôi sớm liều vào liều được vào trong này. Nhưng mà chắc là cũng phải bỏ nạn năm mạng nằm xuống thôi. Góc dưới này thì có em Khắc Anh và người chơi Tikirada, em Dũng Lọ Voi, cả em Dũng Lọ Voi cơ. Giết. Không nói nhiều. Một dưa thương vừa chạy vào đây. Võ Lâm Hai, Thủy Quái, Nhất Diệp Chi Thu, Tiki Lazada và The Gabit. 4 người, chết. Đông quá, đông rồi, đông hơn rồi. Bắt đầu đông hơn rồi, đằng sau họ thì có cả những người chơi. À, lõm thế. Được, đây đánh được. Đánh được. Anh thấy bên Tống đông hơn ấy. Còn biết giờ không biết vòng 2 bên kia đang như thế nào, nhưng mà vòng 1 đang căng thẳng quá mọi người ơi. Đợi khi nào vòng 1 ổn chút xíu em sẽ chạy sang vòng 2 cho mọi người xem nhé. Bút xa gà chết, Mega Bom, Giang Hồ, Lavender nằm xuống nha. Lavender là người đầu tiên nằm xuống và chắc chắn là đó cũng là khởi đầu cho những người chơi tiếp theo. Đúng vậy, chính xác. Ôi vãi, cái đam của người chơi. Cái gì đây? Không biết là người chơi nào với đam không chưa kịp đọc tên nữa mà ông á. Hay đấy. À đây. Léo lèo. Hay. Cũng được đấy. Chơi màn hình xong vô với đam. Vô danh dùng kinh không bay về nha. Còn vẫn là người chơi nghe mi đàn real. Không kịp ăn máu. Quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Một pha bát của anh nào đó kiểu nhanh quá. Chưa kịp định thần lại nữa. Không kịp ăn máu nằm xuống rồi. Hay. Hay quá. Hay vậy đó. Cái đúng không? Hay. Chứ mà mình đang hình như mình đang bình luận về một chiều ấy. Không được. Các anh Liêu cũng cố lên nha. Em biết là bây giờ chắc em nghĩ là Liêu cũng đang hơn điểm mọi người. Theo cái sự phán đoán vào những ngày mà sẽ vào bắt đầu mở tới giờ thì em cũng nghĩ là Liêu đang hơn điểm á. Nên là mình phải ủng hộ tinh thần của Tống, chứ không phải là em đang một chiều nha mọi người. Em không hề bình luận một chiều nha. Thật ra cũng không ai nói, em nói vậy thôi. Thầy dạy nhạc. Thầy nhạc đang bị bắt lại, thầy nhạc vẫn đi bộ về được nha mọi người. Không thèm kinh công luôn, đi bộ về được luôn. Tại vì thầy nhạc khá là tự tin vì đằng sau anh còn có các nghe mi đàn khác. Ôi, bạn của mình cũng đông đấy. Liêu cũng đông lắm mọi người, Liêu bắt đầu đông hơn rồi này. Đấy. Chà, các anh lại đẩy lên đẩy xuống thì chắc cũng không có gì đâu. Tầm này là chỉ có đẩy lên đẩy xuống thôi. Một pha 55, ôi. Một pha 55 cực kỳ đẹp nha mọi người. Không biết là trước đó em chưa thấy những cái máu của ba người chơi này nó như nào, nhưng mà em thấy là pha 55 đã giết chết ba người chơi luôn nhé.
Rồi và tiếp tục hai cái phát của anh Nhật Cường cũng là tiếp tục viết tiếp rồi. Bên Liêu đang tổ chức càn quét lên nha mọi người ơi, thừa thắng xông lên nhé. Đây ta gọi là thừa thắng xông lên đấy mọi người ạ. Và tiếp tục giết chết một số người chơi bên góc này nữa, góc trên này nữa. Khiếp, chứ bên Liêu này lại bắt đầu hay lên rồi mọi người ơi. Không được, đây là không hề một chiều. Đó là bên Liêu bắt đầu hay lên rồi mọi người, bên Liêu bắt đầu tổng tiến công rồi. Từ những cái 55, những cái vát đầu tiên thì bên Liêu đã tổ chức một quân đội khá là đông đúc và đẩy xuống trên rào của chung một của Tống nha mọi người. Và Tống chết khá là nhiều người, chả biết là có hồi sinh kịp hay không nhưng mà đông lắm, chết em thấy chết nhiều lắm rồi. Còn bên Liêu thì đằng sau đó còn gì không, chắc là cũng nhiều đó, chắc là vậy là chắc chống trả được. Ê, cũng đông ấy mọi người, cũng đông đấy, đông. Ông này chắc chết rồi, ông tập ném cà sa này chắc nằm xuống rồi, tập ném cà sa nằm xuống nha mọi người. Ôi nguyên một dàn vua cung các kiểu này bắn quá trời thề, tối kim 55 các kiểu rất là đông. Còn thêm buôn lan đảo hải của mấy anh Dương Gia Thương nữa chứ. Lên tới, trời lên tới cái dốc này luôn rồi, đẩy sâu dữ vậy ta. Liêu đẩy sâu lắm mọi người, hình như là Liêu vừa được nghe một cái tiếng nói của em hồi nãy, em bảo là Tống cũng ghê lắm đấy mọi người, Tống cũng mạnh lắm đấy, Tống cũng đẩy lên cao rồi, chắc là Liêu cảm giác là em nói không đúng, là Liêu chứng tỏ thực lực của mình cho mọi người thấy. Bằng chứng là hiện tại là Liêu đang đẩy khá là cao rồi, lên vòng 1 rồi nha mọi người. À, mặc dù mình có đứng về bên phe nào thì sự thật vẫn là chứng minh một điều là bên Liêu đang công rất là hay đúng không mọi người, không thể nào mà không khen được. Người chơi anh Vin là nằm xuống rồi. Mình là mỗi cái pha vác mình không lại không xem được, ở Ba Đằng Thánh bị mất máu và đang ăn cho mình một cây máu nha mọi người. Ôi dồi ôi, hồi hộp như xem bóng đá vậy. Còn lại một lọt một số người chơi là đẩy nốt cái ông đít nhau này nữa là xong rồi, ông Dương Hương đít nhau này nè. Chơi nhau đi, đúng rồi, chơi nhau đi, chơi nhau không phải chạy. Đây nè ông nè, đây nè mọi người, hiếp dâm hấp diêm. Đúng rồi. Đấy, đít nhau bắt buộc phải quay về nha mọi người. Có đồng đội hỗ trợ cho một pha 55. Rồi Ba Thần Thánh vừa cắn cho mình một cái củ chuyển mà dính thêm cái 55 nữa, phải chạy về chút xíu để máu hồi tí xíu, anh lên sau anh nghỉ ngơi chút xíu. Đánh nhau rồi có nghỉ ngơi chấp nhã cái kiểu chứ, đúng không? Đúng. Rồi, người chơi Glow V vừa lên thì dính một cái tái kim mà phải bay về nhá, không kịp bay về luôn rồi, chết tại đây luôn. Hình như là bị chết bởi thi của anh Ba Thần Thánh thì phải. Em thấy có lửa cháy. Rồi, để bằng bè thì anh gì đấy, thích chị Thi cũng chắc con Lãnh Hương Lăng của mình lên đây luôn nha mọi người, để chơi với lại Thi, để chơi với lại hai con Bát Lục Lâm của Ba Thần Thánh luôn nha. Đấy, chứng tỏ là mình không thể thua được quân địch. Ôi trời, vô danh. Hình như là anh Minh gì đó hôm nay như không làm được những cái pha ấy rồi, nên là không biết là hôm nay anh có giữ được cái top chiến trường của mình hay không. Còn bên góc trái này thì có anh Mega Bomb vừa làm hai cái vác, ba cái vác thì chết được một người, hình như là chết ngay mi kiếm thì phải. Thằng Điệt nhậu nó húng chó lắm. Ý là sung ấy hả, ý là sung đúng không, ý là hăng lắm đúng không. Điệt nhậu đặt tên kiểu khó chịu mấy ông, đặt tên xàm lờ nữa, Điệt nhậu gì nè, xong rồi cục cứt tí hơn. ôi không sao, lâu lâu có mấy kẻ tập kích nè mọi người đấy. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa làm được gì, hiện tại Tống là đang chống đỡ được chút xíu nha mọi người. Điểm số đang như nào nhở mọi người nha, mình đang đi chiến trường mà rảnh tay hay là chết hay là vô tù gì đó cho em xin ít cái điểm. Ôi một pha đem của người chơi Tê Quy Minh, anh Minh vẫn là anh Minh nha mọi người, anh Vinh định nha. Anh Minh hơn lần này thì đem trúng rồi, ghi được điểm số cho mình rồi. Em nghĩ là với cái set đồ đó, nhưng mà để lấy được cái top 1 chiến trường thì anh Minh này cũng khá là tay to đấy mọi người. Đúng rồi, tại vì set đồ đó là bình thường set đồ tân thủ ấy, nhưng mà cầm được cái set đó mà nắm được top 1 chiến trường chứ cũng có nhiều, rất nhiều pha, những cái pha ít đem mà ghi lại điểm số cho bản thân mình. Như mọi người vừa thấy, khiếp đây. Nhưng mà không sao, Tống mở rất là đông nhé, Tống mở rất là đông. Tống hiện tại đang đẩy lùi được trên góc này, chỉ còn một số thôi, một số có chắc là bắt buộc phải chạy về rồi. Nghe miếng kiếm thì nằm lại, nghe miếng kiếm chắc là auto của ông nào đó là nằm lại rồi. Tiểu Lâm Trượng léo leo, ông này làm nãy giờ làm mấy pha đó, toàn là chạy vô làm mấy pha đó, cũng
hay đấy, ông mấy ông thiếu lâm trường, mấy ông thiếu lâm trường ở bên bên Liêu cũng ghê lắm mọi người, hay kiểu xông pha chiến trường lắm, ôm bom tự sát cái kiểu luôn. Hồi nãy mọi người thấy không, anh Minh vừa mới ít đam xong, địch nằm xuống thì mình cũng nằm xuống luôn, chết chung với địch luôn, đúng kiểu ôm bom tự sát luôn ấy. Tiki Canada lên cao như này chắc chắn là bên Tống phải lùi về rồi. Ôi hay. Ở những pha tiếng lùi à, chắc mình bắt là em thấy như là chắc ổn rồi, mình phải chạy qua bên vòng hai bên này thử xem, để xem phần tiến công của Liêu với lại phần thủ của Tống như thế nào nha mọi người, bên vòng hai nhé. Bây giờ mình ở vòng một như hơi bị lâu rồi, chắc là cũng hơi lộ vị trí một số người nên mình phải chạy qua vòng hai nha mọi người. Vòng hai thì hiện tại là vẫn là chỗ rào này nhé, vẫn là rào này. Cô ba sứ quản hình như lên hơi cao rồi, hy vọng là cô ba sứ quản có thể về được trong cái pha này. Và cô ba sứ quản hết máu. Về được. Đằng sau có ba anh Như Yêu Cung, đúng nhờ? À không, hai anh Như Yêu Cung. Đằng sau hai anh Như Yêu Cung đang thủ ở này chứ. À, cô ba sứ quản nãy chạy về cũng được. Một pha 55, 55 đúng cái góc này luôn. Đấy. Ông nào cũng kiểu chịu canh quá ha. Chiêu vừa ra là ông vừa cho vào đây, chiêu ra là ông lại cho vào đây. Lắc. Nên bị loạn. Rớt ngựa xong bị loạn đi thẳng đây luôn rồi, trời nạp mạng luôn. Kiểu pha đó mình chỉ còn không làm gì hết, mình phải giơ hai tay là tôi đầu hàng hoặc là giơ cái gờ trắng lên á, chứ tầm đó mà bị loạn xong mình lên chủ địch cao vậy chắc là chết rồi. Ôi, người chơi hắc nguyên giáp vừa có một pha vào đây vác chết mấy ngay mi đèn đang treo đấy mọi người, ngay mi đèn cổ sư rồi này kia. Tiếp tục là khác, khác định làm gì đây, chỉ khác dính một cái thiên la và khác rồi phá nhanh vậy, khác về được. Bướng cũng nằm xuống đó nha mọi người. Chết rồi, lại lũng ơi. Lại đứng tớp, lên ít đam này để giải vây bớt quân địch, nhưng mà lại đứng tớp thì lại nằm xuống rồi. Lại không đứng tớp, lại nằm xuống rồi. Chết. Người chơi chết me mày. Trời ơi, bên. Alo. Trời ơi, bị công lên vòng 2 rồi nha mọi người. Trời ơi, bên Tống bây giờ lại phải tiếp tục gom quân địch qua lại gom quân mình qua vòng 2 rồi mọi người, đẩy lên vòng 2 rồi. Đẩy hơn cái rào này bắt đầu xuống này, ở trên này có các kiểu thể loại. Ba nghe mây đàn hả? Đông lắm. Vậy là một tổ chức một pha dẹp loạn ở đây rồi, người chơi hút nát chim. Dính mấy cái toái kim khó chịu, cả người chơi authentic nữa nè. Lại là bà authentic. Nghe mây đàn riêu lại ngồi đây, sao lại ngồi đây? Giết. Vô tới nhà mình ngồi đàn luôn nè mọi người ơi. Trời ơi, loạn chán gì quá trời luôn nè. Đây, chỗ này nè. Đúng rồi, bắt lại. Chết. Công nhận cảm tử ghê ha. Hai ông như thương một bà nghe mấy đàn Tiki Lazada nữa rồi. Lên sâu gì lắm, sâu luôn rồi. Này là phải thủ. Đằng sau này là chỉ còn quân Liêu thôi, không còn quân Tống nữa nha mọi người ơi. Hai bắt lục lâm thì của anh ở Ba Đàn Thánh đang ở Ba Đàn Thánh đang lãnh đạo hai bắt lục lâm về đây để thủ rồi. Rồi phải thủ trong này rồi. Thanh niên địch nhau lại gặp nhau ở đây nữa. Chúng ta lại gặp thanh niên này ở đây. À, những cái tên quen thuộc không, và người chơi Dương Tiễn nằm xuống, không biết là Dương Tiễn hay là Dương Tiêu nữa, hai ông này đặt tên giống nhau á. Trời ơi, lũng vòng hai rồi, người chơi Jack Cloud. Không sao. Mất cả nịt, trời ơi, bên này chỉ còn mấy vàng ạc Clon thôi sao, đứng đông quá trời, nghe mấy kiếm này. Căng quá. 1, 2, 3, 4 vừa cùng trời, một phát đam nữa nè mọi người, của ai thì mình không biết nha, không thấy luôn, không kịp thấy luôn. Trời, đang đứng thủ mình vừa điểm vừa cùng phát ăn ít đam cái luôn rồi. Khiếp. Thua Liêu hơn 2k điểm rồi cạn ơi, tầm giờ này mà thua hơn 2k điểm là cũng còn hên rồi đấy. Nãy mọi người thấy không, từ trên kia mà đẩy xuống đây ấy. Không sao. Nhưng mà không sao, mình vẫn lấy được chút gọi là mình hồi nãy mình vẫn ăn được chiến trường phụ mà, đúng không? Đấy, mình vẫn ăn được cái chiến trường thôn trang và chiến trường phụ. Nên ta vẫn còn những cái sự mà cố gắng của ta. À, đói bụng quá, chưa ăn gì hết. Em chưa ăn gì nữa đấy mọi người, hôm nay em livestream em không kịp ăn gì luôn á. Tiki Lazada. Tiki Lazada chọn mình cho mình một góc trên này nha mọi người. Trên đồi đàn nhưng mà bị bác Cục Lâm của anh Ba Thần Thánh chỉ thi vào rồi. Nhưng mà vẫn mở ngồi đàn, chứng tỏ là bố mày đéo sợ kiểu vậy mọi người. Trời ơi, tầm này mà 56 rồi, chỉ còn 4 phút cuối nữa thôi, không biết là Tống có kịp quy động lực lượng để
để thủ được cái vòng 2 này không nữa. Thấy vòng 2 cao lắm rồi, tầm này mà hồi sinh ra ngay vòng 2 là chết. 55 kết liễu không, không rồi. Né chiêu ghê, ông này né chiêu ghê, dính hai cái tới kia một cái 55 nhưng mà không chết nha. Cô độc vương, cổ sư cô độc vương. Bé chanh. Rồi tầm này mình chả biết đường như nào mà nói luôn ấy mọi người ơi. Người chơi nghe mì đèn riêu thì đang bị chơi người chơi nghe mì đèn phát hay là rep 1-1 gì đó giữ lại làm loạn, và người chơi nghe mì đèn riêu nằm xuống đó mọi người. Tiếp tục là không biết là góc này có làm được gì không. Bé chanh này, bé chanh bắt người nhưng mà bé chanh á lại bỏ cái mạng mình lại rồi. Say goodbye cũng goodbye mọi người luôn rồi. Đúng rồi, say goodbye. Buồn quá. Cố lên các anh ơi, các anh Tống cố lên. Mình phải ít ra bây giờ mình thua điểm thì mình có phải thủ được vòng 2 mọi người. Đúng vậy. Đây em thấy bắt đầu là có những người chơi bắt đầu lên cao hơn xíu này. Và Liêu buộc phải lùi về, tại vì mất ngay mi đèn. À đây vẫn ngay mi đèn, âm đạo vẫn ngồi đây nhé. Vẫn à, trời ơi trời, bên Tống vẫn chết. Bên Tống vẫn chết nhiều lắm mọi người ơi. Bên Tống vẫn chết nhiều lắm. À thua hơn 2k điểm thôi, chứ hôm nay chiến trường vẫn thuộc về Tống, vẫn thuộc về Liêu nha mọi người. Mà em hy vọng là trong những phút cuối cùng chỉ còn 2 phút thôi, chắc là hết hy vọng rồi. Bên Tống hôm nay lũng vòng 2 luôn rồi mọi người. Anh của tôi, cố lên nhé anh ơi, không sao. Vẫn là câu nói của ngày hôm trước nha mọi người. Câu nói của hai hôm trước thì dù cho trận đấu này có kết thúc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em tin rằng chúng ta sẽ có một ngày nào đó khơi dậy được cái cái tinh thần của ông Tống và chiến thắng chiến trường buổi tối này nha mọi người. Và chắc chắn là tình anh em chúng ta chắc chắn là sẽ bền lâu. Quá nhiều sự chắc chắn trong đây. Xong ở này còn đi ăn boss nữa, để xem rồi. 46, 45, 10, 15 phút nữa. Mấy nay anh với mấy thằng lính anh không đi chiến trường mà Tống không win được à em? Nào anh lại nói thế? Nào anh? Tại vì thật ra vẫn là đi Liêu vẫn đông hơn Tống mà. Tống vẫn thủ rồi hay, tại vì hôm nay xui anh vào. Anh đang thấy vòng 2 lũng thôi, chứ mấy hôm trước là em lai chiến trường là Tống vẫn thủ được vòng 2. Thủ trên rào cao trên này luôn nhá. Đấy, vòng 1 cũng thủ được trên này luôn. Ở hôm nay xui thôi. Hôm nay coi như là xui nhất trong các hôm luôn ấy. Mà hôm qua thì mình không like nên mình không biết nhá. Còn thắng được 2 buổi rồi. Chiến trường thắng được 2 buổi. Bên Tống thắng được 2 buổi. Vừa hồi nãy vừa ăn chiến trường phụ, vừa ăn cái thông trang đấy. Đấy. Vào trễ bảo người ta không ăn. Mà cũng phải giữ lại một chút xíu gì đó. Trời ông này còn dậy nữa. Ông hắc nguyên giáp hình như là gần hết giờ, còn 1 phút cuối cùng rồi. Và mà mọi người thấy không, mặc dù bên Tống hiện tại đang thua nhá, đang lũng vòng 2 nhá, và chỉ còn 1 phút cuối cùng của chiến trường thôi, nhưng mà mọi người nhìn thấy sự cố gắng của các anh này. Vẫn đang rất là cố gắng nhé mọi người. Đây kể cả người chơi bướm sinh, người chơi thiên lôi này, anh ở ba thần thánh này. Đấy anh ở ba thần thánh này mọi người thấy không. Bé chanh này. Rất là nhiều người bên Tống kiểu không bỏ cuộc ấy mọi người ơi. Thời gian sau em chắc chắn một điều là, em nghĩ là thời gian sau chiến trường của mình nó sẽ cân bằng nhé. Đây mọi người thấy không, đẩy cao lên này. Nhưng mà nếu như mà chưa chắc, có thể là nếu mà tình rơi vào tình thế hiện tại tầm phút này, hết phút hết giờ chiến trường luôn, chưa chắc bên Liêu sẽ cố gắng chống trả như này nhé mọi người. Để nên là rất là nể tinh thần của các anh bên Tống nhé. Mặc dù trận đấu có kết thúc nhưng mà kiểu mình cũng không chửi nhau, mình vẫn rất là đoàn kết, mình vẫn rất là cùng nhau để thủ cái vòng 2 như thế này. À điều tuyệt vời rồi. Authentic Sat không win được đâu, thì chắc là không win được rồi, nhưng mà vẫn cố gắng thủ này. Tỏ không bỏ cuộc. Chứ thật ra tầm mà đẩy cao như thế này em cũng lười lắm. Nhiều khi cũng có nhiều người lười mà người muốn bỏ cuộc luôn ấy, chứ tầm này đẩy làm gì nữa, hết giờ mẹ. Chai En, cà phê đen với người chơi chai En, chai cô các kiểu. Chai cô em của chai En. Đặt tên đúng đáng yêu luôn á, và rồi bữa đặt tên Doraemon. Anh là Authentic hả? Anh chiêu anh này, hello anh. Hello anh, nghe mì đèn real. Anh đặt tên real cho nó dễ đọc đi anh. Tên này khó đọc quá, dài quá. Hết giờ nha mọi người, hết giờ nha. Hai bên đang đứng nhìn nhau bắt tay làm hòa các kiểu rồi. Hết giờ chiến trường rồi nha mọi người. Và cho em xin rồi, có ai đang đi diễn trường xong rồi cho em xin điểm số hai bên nhé mọi người. Không, ngày mai em hứa mọi người, ngày mai dù em có bệnh thì em vẫn phải ngồi đây live chiến trường để cho xem. Thiệt, ngày mai tôi sẽ ngồi đây live chiến trường, ngày hôm nay là 26 đúng không? Em sẽ cố gắng ngồi đây tới hết tháng luôn, ngày nào tối nào em cũng phải live chiến trường để cho mọi người xem kết quả nhé. Từ từ, không sao,
Top 1 là em khắc anh nha mọi người, em khắc anh nha. Top 2 là của Tống này, Tống có top 2 này, anh Hoài Niệm này, anh Hoài Niệm vẫn giữ top được rất là tốt nha. Anh Hoài Niệm hình như là ngày nào em livestream anh nó cũng có top không hay sao ấy. Top 3 là anh Ivan Cốc nha, bộ của bên Tống luôn nha mọi người. Và top 4 là của Liêu nè, Khá Bảnh. À, Khá Bảnh hôm bữa mình soi này. Top thứ 5 là cũng của Liêu luôn nha mọi người, là Killing With Love nha. Top 6 là Joker của Liêu. Top 7 là Dương Tiêu của Tống nha, anh Dương Tiêu này, đường chủ của bang tôi. Top 8 là Tiểu Phi của Liêu. Top 9 là Chai En của Tống nha. Wow, Chai En với những pha cống hiến của mình về những phút cuối, Chai En có top 9 luôn nha mọi người ơi. Và tiếp theo là Rambutan của Tống nha. Tống vẫn là đứng top nha mọi người. Trong top 10 thì 1, 2, 3, 4, 5. Thấy mọi người thấy không? 5 người bên Liêu và 5 người bên Tống nha mọi người. Tống vẫn đứng top đấy. Nhưng mà tại vì chắc là không lấy được chảm với lại không thủ. Thủ hôm nay lũng vòng 2 là kiểu điểm số nó chênh lệch nhau quá, nhưng mà kẹt đen lắm. Không sao, không sao, không sao. Tiền bạc đó với em, tầm giờ phút này tiền bạc hết quan trọng mà anh. Em chỉ mong một điều là mấy ngày sau nữa Tống sẽ có một cái chiến thắng. Tôi sẽ hứa với mọi người em sẽ... Ê xin lỗi. Em hứa với mọi người em sẽ ngồi đây tới hết tháng. Mặc dù em đang kháp như thế này, em đang kiểu giọng em đang rất là yếu, nhưng mà em hứa là em sẽ ngồi đây từ ngày 26 tháng 6 nha, cho tới ngày 30 tháng 6 hết tháng này. Ngày nào cũng phải like hết. Để xem cái chiến trường này có gì đó thay đổi không nha. Ghen đâu kẹt trắng thế kia mà. Anh biết sao em bị nói đen không? Hồi nãy á, có anh hồi nãy ổng bảo là chiến trường Tống hôm nay mà thắng thì sẽ donate cho em bim bim đấy. Nhưng mà tại vì chiến trường thua rồi nên là em bị mất mấy cái bim bim của em, nên là em đen đấy. Đây là lý do tại sao em đen đấy. Thật ra giờ em đói lắm rồi. Chắc em nghĩ là mình nên live stream ở đây. 51 phút rồi. Ai mới vào live xem livestream chưa? Chưa like thì cho em xin một like nhé mọi người. Cho em xin một like á. Mồm điêu. Điêu. Điêu cái gì? Hâm mà. Điêu cái gì? Nào nhá, người ta vẫn còn đang bệnh đấy. Người ta giang hồ hay đồn là khi mà con gái bệnh thì rất là hay. Thứ nhất là hay khó chịu trong người, thứ hai là phải kiểu hay làm nũng lắm đấy mọi người. Nhưng mà em cứng như này được là hay lắm rồi đấy. Nhá, anh Hoàng Việt nhá. Thôi về với anh cho trắng. Không, em sinh ra là người của Tống, chết đi là người của Tống. Không về với anh. Anh bên Liêu, anh đừng cứ văng vỡ ở đây. Không. Không được, đừng lừa em vỡ bên Tống nha. Không. Bây giờ mình qua bên Liêu mà mình sẽ bị nói là nội gián, với lại mình sẽ không đi qua bên Liêu đâu. Không. Tôi là hứa với lòng tôi rồi, mặc dù bên Tống có thua như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là người của Tống. Không, thật ra cảm giác mà đi cái phe thua á, kiểu mình sẽ có thứ nhất là mình biết được là ban mình đoàn kết như nào. Ví dụ như đôi khi game mà mọi người có những người đặt hẳn cái vấn đề mà thắng thua ấy. Ví dụ như bây giờ dạng mà thua nhiều quá ấy, thì đôi khi nó sẽ có chửi nhau, sẽ có cãi nhau đồ này kia á. Nhưng mà nhiều trận thua liên tục như này mình sẽ biết được là ban mình nó đoàn kết như nào. Bây giờ là đang ăn boss nha mọi người, nhưng mà chắc là không kịp giờ like boss rồi nên sẽ không like nhé. Đấy mọi người thấy không, bên Tống vẫn rất là đoàn kết, vẫn rất là chống trả, rất là kiên cường. À, đấy là em sẽ quyết định là người của Tống. Những người anh em của tôi ở đây làm sao tôi có thể đi qua bên Liêu được, đúng không? Đúng, chính xác. Thiệt luôn, với mình thích cảm giác em mà không biết mọi người như nào nha. Ví dụ như em chơi game này mà có hay một chút xíu nha, em cũng thể đầu quân cho bên Tống. Tại vì một phần là mình muốn game chơi hết, hơn một phần là muốn kiểu đánh nhau khang tiếng nữa, đánh nhau dạng sung sung khó lên đấy mọi người. Tại vì thật ra nếu như mà em nghĩ là các anh mà bên Liêu ấy, là các ổng đã ở bên Liêu từ đầu rồi, chứ không phải một số người dạng mà không muốn không làm mà có ăn nha. Đó là em đùa thôi. Chứ ra em nghĩ là bên Liêu kiểu đang ở bên Liêu đua top ấy nè. Có thể là một số người cũng muốn chuyển phe nhưng mà đang đua top rồi nên không chuyển phe được. Nhưng mọi người đợi thời gian sau chắc chắn là sẽ có thay đổi ấy. Vẫn là những câu chắc chắn của tôi. Nhưng mà thật ra không có gì là chắc chắn. Buồn quá. Không sao, cảm ơn mọi người nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé. Em ngồi stream đây, em phải ăn uống rồi mọi người, em đói quá. Chưa ăn gì hết. Vậy nha.
cảm ơn sự cống hiến của cả hai phe Tống Liêu nhé. Chúc mừng bên Liêu và cũng khích lệ bên Tống, hy vọng hôm sau Tống sẽ có một sự gì đó gỡ gạc hơn mà kết quả chung cuộc tốt lên nhé. Bye 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 mọi người. Ai chưa ấn like cho em xin một like nhé mọi người ơi, nhớ là cho em xin một like nhé. Về gánh Tống đi kìa thằng mặt lờ, thằng mai lớp à, đúng không? Về gánh Tống đi kìa thằng mai lớp. Thôi em mở stream nhé, ai chưa like cho em xin một like nhé. Không em lại ở đây em nhây đấy, em phải xin nốt cái những cái like của em mới họp. Khổ, tại vì kiểu ấy mọi người nhiều khi mọi người xem ấy, mọi người không rảnh tay hoặc mọi người quên like đó mà mình phải nhắc liên tục. Ơ anh Quý mới vào, anh Quý không thấy em có sự thay đổi gì à? Mọi người chả ai để ý tới tôi hết, mọi người chỉ để ý tới trận đấu này thôi. Mọi người chả ai để ý tới tôi hết. Chỉ có nãy giờ chỉ có anh Hoàng Việt vào là bình luận về cái tóc của em thôi. Em vừa nhuộm cái tóc đẹp như này, màu biển khơi, màu này là bao gồm giữa màu xanh và màu xanh nước biển và màu xanh lá chuối mọi người, sự kết hợp thật hoàn hảo. Như vậy mà không ai khen tóc mình hết. Chỉ kết hợp với màu xanh nước biển và màu xanh rêu đấy mọi người. Nhưng mà thật ra là nó có nó hơi lỏng trộm giống như sau bạc lá. TML là thằng mặt hồng, không là thằng mai lớp đúng không? Thằng mai lớp chưa ăn, để anh xuống chợ đi ăn. Nhanh lên em nổi địa chỉ luôn nè, anh nhớ xuống chợ em đi ăn nhé. Không có điêu nhé. Anh mà ổn là em lần sau em lại gọi đấy. Không điêu nhá. Em bắn cái địa chỉ qua xuống chợ em đi ăn liền. Tốc độ lên em đói lắm rồi. Không sao. Tại hay để ý cái tai nghe á. À hay để ý cái tai nghe là mới để ý được cái tóc của tôi gì. Chứ những người ngồi đây chả ai để ý tới cái tóc của em hết. Chỉ có một mình anh Hoàng Việt thôi. Vẫn có nhiều người xem này. Sao mà vẫn thêm người xem này. Mọi người đi ăn đi chứ. Mọi người đi bot đi chứ. Xin lỗi mọi người, hôm nay em không like bot được nha mọi người. Và ngày mai em chứ. Ngày mai lịch trình ngày mai Nguyệt vẫn like buổi trưa nhé. Và em sẽ like buổi tối. Em sẽ ăn nốt set trái cây. Và nhận mật tịch cấp 79 nha mọi người. Nhận quà thăng cấp của cấp 79 đó, nhận được một cái mật tịch môn phái. Và em sẽ luyện mật tịch cho mọi người xem đủ nhân phẩm của em nhé. Đấy, không trông chờ vào ngày mai nhé. 15 phút đầu ngày mai, live stream ngày mai. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem live stream hết live stream của em nhé. Bye bye.